nay thương mai ghét, nay buồn mai giận, đổi lung tung. Cho nên nhà Phật mới kêu tu tâm. Tu tâm là phải biết tâm hiện khởi để chỉnh, để tu nó, chứ không phải tu tâm là ở nhà mà kêu tu tâm. Có nhiều người nói tôi không có đi chùa, ăn chay gì hết đó. Tu tu tâm. Muốn tu tâm là phải biết tâm mình sao tu. Mà không hề rõ tâm mình thì chẳng tu tâm chút nào. Hạn người ta mắng mình, cái mình mắng lại, cái nó sao chị chửi nó làm chi, chứ tức quá mà không cho tôi chửi nó sao được. Cái đó không phải tu tâm. Người ta mắng mình mà tâm mình bị động rồi mình chửi theo thì mình bị động rồi, sao kêu tu được. Đâu phải dễ. Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Nên có cái tâm mà không chỗ trụ. Vì xưa nay tâm mình là thường hay trụ, phải không? Tâm mình thường hay trụ, mà tâm mình là tâm thiên hình vạn trạng, thay đổi ào ào, thương ghét giận hờn đủ thứ hết. Mình thương người nào dễ biết lắm, nhẹ nhàng quan tâm. Còn mình không ưa người nào dễ biết lắm, ta hỏi nó đâu ai biết, hỏi tôi chi. Biết liền à. Xin thầy từ bi chỉ cho con phương pháp nào để con trị được cái bệnh hay hiện ra trong đầu con là tại sao tôi khổ thế này. Chà, cái này có bộ giống em ạ. Hồi chiều không lẽ giờ thầy thiệt thiện thấy vô thấy nói sư huynh ơi tới giờ rồi, nói trời ơi tại sao tôi khổ thế này. Giờ thầy còn cho chưa cho tôi nghỉ. Thưa đại chúng, nó ăn thua là mỗi ngày mình tưới tẩm. Ngày xưa có người ta có một cái nhà, hai cái nhà khoa học có người ta thử như thế này nè. Người ta lấy hai cây cà, người ta để rồi một bên á, là mỗi ngày cây cà này ta phải nghe vô số lời mắng chửi. Và một cây cà bên này là nó nghe những lời tiếng nhạc, tiếng khen, tiếng êm dịu. Thì quả thật một thời gian sau thì cái cây cà mà được nghe, được tiếng nhạc êm dịu, được chăm sóc thì nó lớn lên, và cái cây cà mà mắng chửi nó mỗi ngày nó héo. Con người của mình á, mỗi ngày là do mình tưới tẩm. Tưới tẩm gì? Có nhiều khi á, có nhiều người có thói quen nha, ngồi cái tưới tẩm cái sự thở dài. Dù không có chuyện gì buồn nhưng mà nó thành một cái nghiệp, và mình cứ tưới tẩm cái gì đó buồn khổ trong con người mình. Cho nên á, mình tu á, là mình phải có chánh niệm để đừng tưới tẩm thêm cái hạt giống đó. Ai trong chúng ta cũng có những hạt giống khổ và những hạt giống vui. Mà bây giờ mình đã khổ nhiều mà mình cứ tưới hoài cái đó. Dù mà đa phần hãy buồn là nghe nhạc buồn à. Ít có ai mà buồn mà nghe nhạc vui lắm. Buồn là phải kiếm những bản nhạc nào mà nó đứt ruột, nó tha thiết, nó da diết. Mình nằm trên ghế salon, mình quằn quại từ trên xuống dưới, rồi mình cấu nghiến, mình ôm đầu, mình bứt tóc, rồi nó hát tới đâu bứt tới đó. Thì cỡ như thầy Nhật Thiện mà hát còn gì nữa bứt. Nhưng mà thưa đại chúng, là cái đó là cái tâm lý chung, là hễ mình buồn cái là phải kiếm những cái nhạc gì nó đúng với cái tâm trạng của mình. Cho nên cái đó là sầu càng thêm sầu. Hồi sáng này Pháp Hòa có hướng dẫn đại chúng ngồi thiền, và chúng ta quán chiếu là thở vào tôi khỏe, thở ra tôi an, thở vào tôi bình an, tôi là đám mây. Đó là tưới tẩm đó. Mình làm trở lại khải tường mà. Hồi sáng mình nói chữ khải tường đó. Đừng bao giờ tưới tẩm những cái hạt giống khổ nữa, phải làm cho nó tươi tắn trở lại, gọi là khải tường. Tường là tốt lành, mình phải khai mở cái điểm đó trở lại. Xưa nay mình buồn, mình sầu, mình rầu, mình khổ hoài. Cho nên quý vị thấy không, cô Kiều cổ vô cổ đánh đàn là đánh toàn mấy bài đứt ruột. Nhưng sau khi mà cổ tỉnh ngộ rồi, cổ đàn những bài hay. Thì Kim Trọng mới nói xưa sao sầu khổ, sao nay vui vậy. Hay là khổ tận đến ngày cam lai. Đó là những câu trong truyện Kiều. Khi mà cô Kiều cổ không còn đánh những bản nhạc đứt ruột đó nữa, cổ hát cổ đờn những cái bản nhạc nghe vui. Thì Kim Trọng xưa sao sầu khổ, sao nay vui vậy. Mình cũng vậy. Quý vị để ý hôm nào mà để trong tâm mình buồn khổ thôi, nó hiện lên nét mặt liền. Mà hôm nào mình vui nó cũng hiện lên nét liền. Cho nên người ta nhìn mình cặp mắt là người ta biết.
Có nhiều khi mình cười rôn rã nhưng mắt mình không cười. Cho nên người ta nói con mắt là cửa sổ của tâm hồn, nó nói lên hết những cái tâm trạng của mình. Cái người mà người ta có cái nội tâm nhìn chiếu đó, người ta thấy, người ta biết. Cho nên cái này là một hiện tượng mình tưới tẩm thôi, chứ không có thuốc gì đâu mà trị. Bây giờ cái thuốc trị hay nhất là cô mỗi tối cô ngồi thiền và cô tưới trở lại. Thở vào, tôi thật là vui vì tôi còn sống. Thở ra, tôi bình an. Thở vào, tôi còn đang sống đây, gia đình tôi còn đây. Mình tưới tẩm trở lại để mình thấy bao nhiêu cái hạnh phúc còn xung quanh mình. Kính thưa Thầy, con có câu hỏi. Đường về cực lạc có xa lắm không thưa Thầy? Trời đất, sao không hỏi ép minh tinh qua du thà có xa không? Em trả lời cho nghe. Nhưng mà thật sự câu hỏi rất hay. Đường về hôm nay tôi thui, mình mù cô không thấy tôi, cô đùng tôi cô nói tôi đuôi. Thưa đại chúng là Tây phương không xa cách, Tây phương trước mặt người. Ngàn sông về biển lớn, trăng lặn không lìa trời. Âm dương không cách trở, sanh tử vẫn tương dung. Tây phương đâu có xa cách. Mà nếu muốn nói xa, cách mười muôn ức cõi. Kinh Di Đà nói mà, cách mười muôn ức cõi có một thế giới tên là cực lạc. Vậy thì bây giờ mười muôn ức cõi đó mình vượt nó bằng cách nào? Mười muôn ức cõi mà Kinh Di Đà muốn nói là nếu chúng ta vượt được mười cái này, chúng ta sẽ có thấy Di Đà. Tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Người nào mà giảm cái đó cho tới hết thôi thì vượt được mười muôn ức cõi. Mười muôn ức cõi mà Kinh Di Đà muốn nói tức là mười cái căn bản phiền não này nè. Kinh Di Đà nói là cách mười muôn ức cõi có một thế giới tên là cực lạc. Thôi bây giờ tham sân si ba căn bản thôi. Con người mà giảm được tham sân si là thấy có cực lạc không? À, rồi giảm nghi ngờ thôi là có cực lạc không? Trời ơi, nghi là khổ lắm. Nghi là một cái khổ. Nghi ngờ là một cái khổ. Tà kiến là một cái khổ. Chụp hình không dám chụp ba người. Mà bây giờ lỡ có ba người rồi chụp làm sao đây? Không lẽ nhìn coi có bà bầu nào kéo vô. Hỏi tại sao không dám chụp ba người? Tại sao không dám? Giải thích không được. Rồi cái bí quá cái nói chắc sợ tâm tai. Bây giờ anh sợ tam tai phải không? Tôi chỉ cho anh cách vượt tam tai. Thay vì anh nghĩ tam tai là nạn nước, nạn lửa, nạn gió gì đó, bây giờ anh nghĩ tam đa, đa phước, đa lộc, đa thọ. Ba ông phước, lộc, thọ đứng quanh năm trong nhà mình mà có sao đâu. Cũng là ba. Di Đà, Quan Âm, Thế Chí cũng ba. Mà sao ba người chụp hình không xui? Ba vị đó đứng, mình tới mình chụp hình chung với ba vị, quanh năm suốt tháng mình đi rồi ba vị vẫn đứng. Đừng có sợ ba, đừng có sợ chụp ba người. Ba người không là gì hết. Đó mà sợ ba người là tà kiến. Chữ tà là gì? Là lệch. Tà là lệch lạc chứ không có gì hết. Chánh là ngay thẳng. Mình hiểu đúng gọi là chánh. Hiểu chế đúng và chánh, chánh tri kiến. Còn hiểu không đúng là tà tri kiến. Cái thấy biết của mình nó sai lệch. Bây giờ anh sợ ba phải không? Anh cộng bốn. À, không được, không được. Bốn dách gì xám xây. Tử, chết. Không được. Rồi bốn không được. Anh thứ năm anh nhảy vô cũng đẩy ra. Không được, không được. Hỏi tại sao? Ngũ quỷ. Rồi đưa thứ số sáu vô cũng không được. Hỏi tại sao? Lục tặc. Thứ bảy cũng không được, tại sao? Thất tình. Rốt cuộc không có con số nào mình chịu hết.
ở trong những cái tiệm bán quà cáp cho người Trung Quốc, người Á Đông mình, người ta có làm một cái quan tài để làm quà tặng Tết. Ai dám mua không? Nhưng mà người ta tâm lý à, trên nắp quan tài để bốn chữ, từ hai chữ quan tài mà người ta phân chữ ra, thăng quan phát tài, thế là hết sợ chữ quan tài. Xưa nay mình nghe quan tài mình sợ, nhưng giờ người ta phân chữ ra thăng quan phát tài. Đó là do tâm mình sanh mà, mình muốn nói cái gì cũng được hết á. Mình nói cái gì cũng được, cho nên tà kiến là một loại đau khổ. Mà người có tà kiến rồi là không dám làm gì hết á. Mua vé máy bay cũng lựa ngày. Bữa hôm em qua đây là đúng ngay ngày thứ 6 13 nha. Em mà cử ngày đó là em đi thứ 7 à. Cho nên thưa đại chúng là tà kiến nghĩa là vậy đó. Tức là những cái hiểu biết rất là lệch lạc. Ăn chay phát nguyện ăn tháng, lỡ có chuyện không ăn cái tháng đó bệnh nhức đầu, hay lỡ bị xe quẹt gì nó thấy không, trời ơi tôi xui đó. Tại tôi hứa ăn chay tháng tôi không ăn Phật quở. Trời đất ơi, mình làm như ông Phật cũng rảnh lắm vậy. Thưa đại chúng đừng bao giờ nói như vậy. Mình nói như vậy mình giống như mình đưa Phật lên, mà thật sự mình đang đưa Phật xuống. Thế Phật gì mà ngộ vậy? Ai ăn chay tháng là phù hộ, ai không ăn thì quở phạt cho họ. Không có thần thánh Phật trời nào mà cái kiểu đó hết. Cho nên đừng có một cái tâm như vậy. Mà nghĩ như vậy là nghĩ sai lệch, gọi là tà kiến. Mà vượt được cái đó là mình thấy cực lạc. Vượt được cái nghi là có cực lạc. Vượt được tà kiến là có cực lạc. Giới cấm thủ là gì? Tức là những giới luật, những cái gì mà chúng ta biết mà chúng ta chấp trước vô đó, mà chúng ta không hiểu được cái cách hành trì. Thí dụ như hồi nãy Pháp Hoàng thưa vậy đó, vị thầy đó thấy cô gái té. Bây giờ nếu thầy đó mà giữ giới mà không cứu người đó, thì quý vị thầy đó giữ giới trọn chưa? Mục đích của giữ giới là gì? Là để có giữ giới là để giữ tròn cái đạo đức của mình. Vậy thì đạo đức ở đâu khi người ta té, người ta gãy chân, người ta cần mình giúp mà nó không, tôi giữ giới. Quý vị thấy rõ điều đó. Cho nên giữ giới đó là mình không đụng chạm vô họ. Nhưng mà nếu ở cái trường hợp như thế nào, mình phải cứu người mà. Vừa lúc đó là mình không có phải giữ giới mà nói tới đạo đức. Hiểu cái cách giữ giới của nhà Phật rồi, cho dù mấy trăm giới mà giữ mà khỏe vô cùng. Có giới gì đâu dễ giữ. Tại vì cái nào nó cũng đều có cái uyển chuyển của nó. Tại sao chùa có cái mái cong? Vì cái mái cong của nhà chùa là tượng trưng cho tinh thần uyển chuyển của đạo Phật. Không có cứng ngắc. Không có cứng ngắc. Cho nên quý vị thấy Đức Quan Âm luôn luôn cầm cái nhành dương liễu. Bởi vì cái nhành dương đó hễ mà gió thổi trái, thổi phải, nhành dương vẫn đi theo trái phải, nhưng mà gió dừng rồi thì nhành dương trở lại vị trí của nó. Đó là tinh thần tùy duyên bất biến của đạo Phật. Bất biến là tâm mình, tùy duyên là tùy thuận, tùy theo mỗi cảnh. Ví dụ như là thầy trụ trì gửi cái danh sách, cái danh Pháp Hòa hỏi là thầy chuẩn bị cho Pháp Hòa nói mấy buổi. Thầy text qua thầy nói là Pháp Hòa 4 buổi. Rồi qua tới đây thầy nói xong hồi thầy tăng thêm buổi là tối nay. Đây là tùy duyên. Nhưng bất biến là gì? Mục đích của mình là cũng là Phật Pháp thôi. Cũng nói Phật Pháp, phải còn người nghe thì mình còn nói. Chỉ sợ ham nói mà không ai nghe thôi. Đó, người ta, mình ham nói, có người thích nghe thì cái này gọi là tùy duyên mà bất biến. Bất biến mà tùy duyên, và đó là cái tinh thần của đạo Phật. Cho nên đường về cực lạc xa không? Xa mà cũng gần. Chỉ cần giảm tham sân si mạn nghi là được nửa đường rồi đó. 50% rồi. Giảm thêm ác kiến, biên kiến. Tại vì cái kiến là cái thấy của mình. Nó có loại 5 loại thấy. Thấy sai lệch về thân gọi là thân kiến. Thân này vô thường thì lại cho nó là thường. Thân này bất tịnh thì cho nó là tịnh, vân vân. Cái đó hay là chết rồi là còn mãi, hay là chết rồi là không còn.
đoạn kiến, thường kiến đều sai hết. Nội cái thấy không mà là năm loại thấy. Cho nên Tây phương không xa cách, Tây phương trước mặt người. Còn bây giờ Pháp Hòa nói gần nữa nè. Vô hữu, vô não, vô bi chân cực lạc. Người mà không còn sầu khổ trong lòng đó là cực lạc. Vô não, vô ưu chân cực lạc. Cho nên tịnh độ ở đâu xa? Tịnh độ chính trong ta. Có thể đại chúng đang ngồi đây là có cực lạc. A-di-đà Phật, Thầy nghĩ sao khi người tu còn mang giày da và sách bóp da? Da làm từ da của thú vật. Em có dám nghĩ gì đâu. Thì trong luật cũng đã chỉ dạy người tu là không mang những cái gì mà thuộc da con thú, dù đó là áo hay là giỏ sách hay là giày dép. Còn cái chuyện mà làm hình sơn mài bằng tượng Phật vân vân, thì những cái đó đó là những cái vỏ sò, vỏ ốc mà người ta đi thu lượm ở ngoài bãi cát, bãi biển. Thay vì người ta vứt nó thì người ta lại dụng nó, tận dụng nó hơn nữa, thì làm ra những bức tranh ảnh nghệ thuật. Những cái bức tranh nó thuộc tranh ảnh nghệ thuật, chứ còn nó không phải là cái sự khuyến khích của ai. Nhưng mà ở thế gian mà người ta có quyền khai thác những cái gì đó để người ta làm những cái tranh ảnh nghệ thuật. Mình không xúi biểu, nhưng mà thay vì cái vỏ ốc, vỏ sò đó nó không dụng gì hết, thì giờ người ta dụng vào những công việc nghệ thuật. Hay là quý vị biết là có những ngôi chùa là người ta đi thu lượm những cái chén bể, dĩa bể của Phật tử đó, người ta làm ra thành những ngôi, những cái đền, những cái chùa ta thờ, gọi là chùa gì, chùa vỏ, chùa miễn sành. Ở bên Thái Lan đó, có một ngôi chùa xây toàn bằng chai bia, đi thu lượm những chai bia lại để mà làm thành nguyên một ngôi chùa, toàn là chai bia không. Thầy ơi, nếu con nghe thuyết pháp mà đem vô bathroom có tội không? Tại vì phải tranh thủ nghe whenever I have time. You very special. Lâu nay đem vô mà không nghe thầy nào nói gì hết, hỏi chi nữa. Chưa thầy nào lên tiếng. Thật sự ra đó, tuy rằng nói cái vấn đề nghe pháp mình có thể nghe bất cứ ở đâu, tuy nhiên mình cũng phải có một cái thực tập là mình trọng pháp. Thôi thì bây giờ nghe ở nhà bếp, nghe ở nhà ăn, nghe phòng khách, nghe ở đâu cũng được, cho em ở ngoài đó một chút. Bắt em vô tới trỏng nữa. Lúc đó chỉ còn hát có câu chắc xi lắc léo chứ đâu còn mong chi sống. Thật ra mình có mang vô cũng chẳng sao, nhưng mà ở cái mặt hình thức để tỏ sự cung kính, một phần nào tối thiểu, chúng ta nên đừng. Thật ra thì thật sự bây giờ không lẽ quý vị ngồi trong 3 tiếng đồng hồ sao? Bất quá vô 15-20 phút thôi. Mà nếu 15-20 phút mà bưng vô trỏng mà ngộ đạo thì cũng nên. Còn dừng tạm 15-20 phút, nửa tiếng để mình giải quyết sanh tử thì mình cứ dừng cũng có sao đâu. Làm cái vụ này là Pháp Hòa nhớ cái thời mà ghiền phim Tàu. Có nhiều người ghiền phim Tàu á, bận đi vệ sinh quá phải chạy vô.
chạy vô xong rồi thì người nhà ở ngoài này nghe coi hết đoạn rồi, cái người đó chạy ra bắt mọi người phải ngưng lại hết, trả lại cái khúc hồi nào cũng đi á. Không biết có ai bị cái nạn đó không, những người mà gọi ghiền phim Tàu đến mức độ là không dám mất một đoạn nào hết. Mà cái thời đó là video cho nên không bưng được vô washroom, còn bây giờ YouTube cho nên bê đi đâu cũng được. YouTube là YouTube á, bê đi đâu cũng được. Thật sự ra là cho dù có mang vô cũng chẳng tội lỗi gì hết. Nhưng mà thôi thì mình là một Phật tử nghe pháp rồi. Nhiều khi thầy đang ngồi ở trại chánh điện nè, thấy không? Hình ảnh Phật đồ chánh điện đồ đang hiện lên trên cái bức hình đó. Thấy không? Mà cái chỗ đó là cái chỗ nhà xí thì thôi mình để tôn trọng, tạm dừng 15 phút. Thấy không? Mình cũng cần nghỉ ngơi. Chứ nghe riết hồi nó cũng lân bân dữ lắm. Trời ơi thầy đâu mà thầy cứ lải nhải bên tai tôi từ sáng tới tối. So I know you like whenever you can. Thôi thì mình nên thực tập như vậy. Ở đâu mình nghe là đã du di rồi thì thôi chừa chỗ đó ra cho 15 phút. À. Con rất cảm ơn những bài thuyết pháp này hôm nay của thầy. Con học hỏi rất nhiều và try to apply to my life. Ngày giờ nào con cũng nghe, rất cảm ơn thầy. Thầy ơi, khi nào thầy đến Utah again? Con đang ở basement, tức là xe phòng. Con có lập bàn thờ Phật hương khói trong phòng ở luôn. Con xin hỏi làm như vậy có nên không? Xin thầy có lời cho con. Thờ Phật á, có nhiều cách thờ. Thờ thì phải phụng, ta kêu là thờ phụng, mà mình nói trại bây giờ là thờ phượng đó. Bây giờ nếu mà đạo hữu ở dưới basement, xe phòng, và vì mình cái phạm vi mình có nhiêu à, mình thậm chí đôi lúc mình cũng thay quần áo hay là mình nằm không có được tôn nghiêm, thì thôi bây giờ nếu bất đắc dĩ lắm, mình thờ bằng cách là không hương khói. Có một bức hình Phật ở đâu đó trong một góc phòng của mình để mà nhắc nhở mình, để hướng tâm theo Phật và học hạnh theo Phật thôi. Còn về cái mặt hình thức bàn thờ chúng ta có thể giảm. Về mặt hình thức thì mình làm vậy thì nó chưa có đủ tôn nghiêm, mặc dù không tội. Thứ hai là mình ở trong phòng rất là kín, thắp nhang mà hít cái khói đó nhiều cũng không tốt. Cho nên để bảo vệ sức khỏe của mình cũng như là để thật sự thờ mặt bằng một hình thức khác, không cần nhang, đèn, hoa trái, treo một bức hình hay là dựng ở đâu đó trong cái phòng đó của mình để hàng ngày mình nhắc nhở mình là đủ quý rồi. Thí dụ Pháp Hòa đã hướng dẫn rất nhiều vị Phật tử mà họ có hoàn cảnh gia đình không thể thờ Phật bằng một bàn thờ được. Thì quý vị cứ có một bức hình Phật để trong nhà mình ở một góc nào đó trong phòng khách, để hằng ngày mình, bởi vì cái chính cái mục đích tối hậu của để hình Phật trong nhà là nhắc nhở mình noi gương Phật. Còn cái chuyện mình thờ cúng đó là tùy khả năng mình ở hoàn cảnh mình. Thậm chí có những Phật tử lập một cái bàn thờ trong một phòng riêng nhưng chưa bao giờ có sự hương khói hay là cúng kính một cách trang trọng, mà nhiều khi còn để cho dơ giấy nữa là khác. Cho nên thì thôi mình ở hoàn cảnh nào thì mình thờ Phật theo hoàn cảnh đó. Không tội lỗi gì khi phải thờ ở dưới basement, thậm chí mình để trong phòng của mình. Nhưng mà có một phương thức khác để chúng ta thờ mà không có ngại, và đồng thời bảo vệ được cho cái sức khỏe của mình. À, giống như nãy mình nói nghe pháp vậy đó. Cho dù mang vào trong nhà vệ sinh nghe cũng chẳng tội. Nhưng mà thôi để cho mình tỏ lòng một chút gì đó đối với giáo lý Phật pháp thì chúng ta tạm dừng khi chúng ta đi vào trong nhà vệ sinh. Nghe ở đâu cũng được, phòng khách, nhà ăn, nấu cơm gì cũng được hết. Trừ chỗ đó để mình còn một chút gì đó để gọi là mình tôn kính giáo pháp. Bạch thầy, con có câu hỏi, nếu con có nguyện ăn chay 3 ngày một tuần nhưng khi mang bầu con nguyện ăn chay sanh xong con ăn lại, con ngưng ăn chay sanh xong con ăn lại, có tội không? Dạ không có tội gì hết. Chuyện ăn là tùy theo sức khỏe và
cái hoàn cảnh của mình. Cho nên mình dừng lại để một thời gian rồi mình sanh rồi mình ăn cũng chẳng sao. Nhưng mà nhớ là khi mình có thai mà mình ăn chay vẫn tốt, tại vì đứa nhỏ nó rất là lợi lạc. Vì những cái món ăn hiền lành của mình đó, nuôi dưỡng đứa nhỏ cực kỳ là hay. Cho nên Pháp Hòa đã từng thấy những người mẹ khi có con mà vẫn ăn chay, vẫn tụng kinh niệm Phật, mà đứa nhỏ nó sanh ra nó đặc biệt khỏe mạnh, thông minh hơn người. Cho nên đừng sợ, trừ trường hợp vì sức khỏe bác sĩ nói là mình không thể thì cái đó tùy duyên. Nhưng mà không, đừng có theo cái quan niệm bình thường là mình ăn chay mà vẫn thấy mình khỏe bình thường thì không có gì trở ngại, cứ ăn chay. Quan trọng là mình ăn cho đầy đủ chất. Cúng rằm Phật nên cúng thời nào vì con làm buổi sáng? Nếu đã làm buổi sáng thì còn thời nào nữa đâu hỏi, buộc lòng cúng buổi tối. Bất cứ buổi nào cúng cũng được hết. Ngày đêm sáu thời luôn an lành thì đâu phải chỉ có một thời buổi sáng đâu. Một ngày sáu thời luôn an lành thì thời nào mình hướng Phật là thời đó an lành. Không cần coi ngày, ngày nào mình hướng Phật, hướng điều thiện, ngày đó ngày tốt. Chứ không phải là ngày đó, tháng đó, năm đó mình phải coi. Không bao giờ có một cuốn sách nào mà coi bói mà nói hôm nay ngày tốt để ăn trộm hết á. Không ai đi ăn trộm mà có ngày hết á. Tại vì thủy chung biết ăn trộm là xấu. Mà tại sao vẫn còn người ăn trộm? Tại vì mình biết xấu mà mình vẫn làm. Mà chính làm thì khỏi coi ngày, tại vì luôn luôn ăn trộm vào lúc vắng người vào buổi tối. Cho nên thời điểm tốt nhất khỏi cần coi, nghe ăn trộm là biết lúc nào rồi. Lúc vắng người, lúc không có ai coi chừng, lúc buổi tối vân vân. Rồi ví dụ giờ coi ngày nó ăn trộm lúc 9 giờ sáng mà ta còn ở nhà dám vô không? Thành thử không thể có. Mình cúng rằm cúng bất cứ ngày nào. Thí dụ bây giờ quý vị đi làm 11 giờ đêm về, tắm rửa xong hết rồi 12 giờ khuya tụng kinh cũng chẳng sao hết. Đừng có lo, đừng có sợ gì hết. Nói giờ đó không biết tụng được không? Giờ Phật ngủ. Dạ Phật Mỹ thì ngủ chứ Phật Việt Nam còn thức. Tại vì đó 1 giờ trưa. Cho nên không có trở ngại. Quý vị tùy theo thời gian của mình. Xin Thầy Quan Hỷ giải thích vì sao trong Kinh Pháp Hoa luôn luôn lặp lại nghĩa ý hai lần. Thí dụ câu bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, và lặp lại nguyên câu chuyện như trước. Ở đây đọc Kinh Pháp Hoa thì có thấy điều đó. Đứng trên mặt lịch sử, bởi vì ngày xưa không có microphone, cho nên sự trùng tụng đó phải được liên tục nói ở một cái khoảng người này nghe, rồi khoảng người đó xoay ra phía sau nói cho người sau. Vì vậy cho nên nó có cái trường hợp lặp tới lặp lui. Trường hợp thứ hai là quý vị thấy Đức Phật nói ở trên là nói theo cái cách kệ tụng. À xin lỗi, trường hàng là Phật nói nguyên văn. Nhưng bây giờ để tóm lại nghĩa lý cho người thính chúng dễ nghe, dễ nhớ, cho nên Phật tóm gọn cái ý đó qua một hình thức thơ 5 chữ kệ tụng để cho dễ nhớ. Cũng giống như mình bây giờ vậy đó. Mình bây giờ là, quý vị nhớ là cái kinh Vu Lan á, là kinh văn trường hàng chứ không phải như cái văn bây giờ mình tụng. Một thổ nọ Thế Tôn an trụ, xá vệ thành kỳ thủ viên trung, một liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân. Đó là mình diễn đạt lại cái văn, nguyên văn một cái bài kinh dài qua một hình thức thơ để cho mọi người dễ nhớ. Như vậy thì cái trong kinh Pháp Hoa lúc bấy giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, như vậy thì ở trên là trường hàng mà phía dưới này là kệ. Năm chữ để cho chúng ta nghe và dễ nhớ. Cũng giống như hồi xưa mình đi học vậy. Học xong rồi á, thầy giáo sẽ cho mình một bài thơ. Mình phải học thuộc lòng. Và chính cái bài học đó luôn luôn nó nằm trong tâm mình. Cái gì mà nó ngắn gọn là chúng ta dễ nhớ. Bây giờ đang có cuốn kinh Pháp Hoa rút ngắn gọn lại để tụng hết trong vài giờ. Mong thầy cho ý kiến có nên dùng cuốn kinh đó không?
Thưa đại chúng, kinh điển mục đích là chuyển tải văn ý của Phật để cho chúng ta tụng, chứ không có cái ý là linh thiêng gì ở trong cái quyển đó. Pháp Hòa nói như vậy không có nghĩa là mình nói là tụng kinh không linh, không phải vậy. Nhưng mà cái chính yếu là trong kinh điển là Phật chuyển tải những cái ý Phật muốn nói để hướng dẫn chúng ta tu. Thì ở Việt Nam mình á, theo Pháp Hòa biết là có một quyển kinh Pháp Hoa được gọi là Đại Cương Kinh Pháp Hoa, và quyển này được soạn bởi Hòa Thượng Thích Hồng Đạo. Ngài lấy cái ý chính của mỗi phẩm và Ngài tóm lược bằng một cái thể thơ 5 chữ theo cái kiểu kệ của Kinh Pháp Hoa, gọn gãy lại cái ý để chúng ta tụng, mà cho những người bận rộn không có đủ thời gian tụng cả một cái quyển kinh mà nó quá dài thì rút ngắn lại. Điều này không có gì sai, không có gì sai. Mục đích của quyển kinh đó là để rút gọn cái ý để cho các vị tụng mà không mất thời gian nhiều, nếu chúng ta không có đủ thời gian. Pháp Hòa nhớ hồi năm Pháp Hòa 16 tuổi á, tự nhiên biết sao lúc đó Pháp Hòa lại có một cái thích là dịch kinh. Cho nên đi học về là ngồi ngay cửa sổ của trên chánh điện á, là ngồi dịch kinh, tập dịch kinh. Thì Pháp Hòa nhớ Pháp Hòa dịch kinh Di Đà. Thì quý vị nhớ trong kinh Di Đà có cái đoạn phía sau á, Đông phương thế giới có bao nhiêu vị Phật, rồi cái lặp lại sức quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới thiết thành thiệt ngôn như đẳng chúng sanh đương tính thị, rồi cái đo nam phương thế giới bắc phương thế giới mà cứ lặp đi lặp lại, mà tổng cộng là 6 phương như vậy. Cái Pháp Hòa mới suy nghĩ, Pháp Hòa nói bây giờ mình sẽ làm một bản kinh Di Đà rút gọn. 16 tuổi thôi mà nghĩ vậy đó. Cho nên Pháp Hòa mới rút lại là Sa Lợi Phất, nam phương thế giới Phật này Phật này, đông phương thế giới Phật này Phật này, bắc phương thế giới Phật này Phật này, 6 phương đầy đủ tên Phật rồi. Thì ở phía sau lấy câu cuối thôi: các vị đều nói thuyết thành thiệt ngôn như thế này, thay vì phải lập cái câu cuối đó ở 6 phương đầy đủ. Thì Hòa Thượng Hồng Đạo Ngài cũng làm như vậy. Tức là Ngài, nếu mình tụng nguyên một bộ kinh Pháp Hoa 28 phẩm quá dài, bây giờ Ngài làm gọn, ý chính không có mất. Và cái quyển kinh đó được Tổ Thích Thiện Hòa giới thiệu cho chúng ta. Thì trong Phật giáo Việt Nam mình, theo Pháp Hòa được biết là chúng ta có một quyển kinh Pháp Hoa gọi là Đại Cương do Hòa Thượng Hồng Đạo soạn để cho chúng ta trì tụng, lấy cái ý để mà chúng ta tu tập. Không có gì sai hết. Kinh điển là để cho chúng ta thu gọn như vậy. Xin Thầy giải thích, in kinh ấn tống công đức vô lượng hoặc sắm sanh lễ vật đủ đầy đặng cầu nguyện xong đường trường thọ, sounds giống hối lộ vậy. Cái chữ sao này là do tiếng Mỹ á, giống như là nghe sao giống mà hối lộ. Thưa, không phải hối lộ. Bởi vì chúng ta có những việc làm chúng ta làm mà chúng ta không hiểu được cái quả. Thí dụ mình nói là đừng có ăn cắp, nghe không? Ăn cắp là bị bắt ở tù, bắt phạt. Mình nói cái quả xấu để cho người ta sợ cái quả mà người ta tránh cái nhân. Thì trong xã hội chúng ta cũng cần nói những cái quả tốt để cho người ta thấy quả tốt mà người ta phát tâm, người ta làm cái nhân lành. Pháp Hòa ví dụ, mình nói với con mình: con thấy mẹ không? Qua đây không biết tiếng Mỹ, mẹ phải đi clean khách sạn để mẹ kiếm tiền nuôi con, nuôi gia đình. Tụi con không muốn cực giống mẹ thì phải ráng học, học để mai mốt ngồi văn phòng làm việc đầu óc không phải nặng nhọc chân tay. Nói như vậy đâu có phải là mình dọa nó, mà mình chỉ cái nhân của cái người không có học để thấy cái khổ làm cu li. Rồi mình nói cái quả của người chịu khó đi học để nó thấy cái hướng đó mà nó phát tâm. Ở đây cũng vậy. Bởi vì tất cả con người chúng ta có đôi khi chúng ta cứ nhắm mắt làm nhân mà không bao giờ sợ quả. Hay là thậm chí chưa thấy quả thì chưa phát tâm. Cho nên nhờ nói cái quả này không phải là hối lộ mà để khuyến thiện.
để khuyến khích người ta làm thêm. In kinh ấn tống công đức. Chữ công đức là gì? Là vì chúng ta in kinh ấn tống rồi nhiều người người ta đọc, người ta phát tâm, người ta hiểu, người ta sửa đổi tánh tình, sống tốt đẹp, thì công đức mình có. Mặc dù không nói công đức mà mình vẫn có công đức. Nhưng mà nói công đức để làm gì? Để khuyến thiện, để khuyến khích. Cũng giống như là mỗi lần mà mình phát quà cho người nghèo, mình cũng phải tập hợp người nghèo và có vài lời phát biểu. Hôm nay chúng tôi, đoàn chúng tôi tới đây do các vị bên Mỹ về thăm quê nhà, thấu hiểu được nỗi khổ của đồng bào địa phương, nên chúng tôi đến đây để chia sẻ với quý vị, để cho người ta hiểu là người ta có được cái phước đó. Cho nên ở đây không có gì gọi là hối lộ, mà mình nói ở công đức này công đức nọ để khuyến thiện người ta. Mình nói quả xấu thì đôi lúc cũng phải giới thiệu quả lành chứ. Cũng giống như cõi cực lạc Tây Phương mà không giới thiệu thì ai biết cõi đó ở đâu, mà lo niệm Phật mà về đó, hay lo tu tập mà về đó. Cho nên là các tổ mới nói á, hãy nhìn đến các bậc cao đức để chúng ta học hạnh của các ngài. Nhìn lên các bậc lớn để thấy được cái hạnh của người xưa mà mình học, mình là người nay mình học. Cho nên cái đó đều tốt hết. Vậy được, giải thích được cái chỗ này ha. Không có hối lộ. Nó in kinh, ví dụ như mình kinh ấn tống vậy mình được vài, hay cúng Phật vậy mình được vài. Mình không cúng mình vẫn được như thường. Nhưng mà ở đời mà cái chữ cúng nghĩa là mình lấy công ra mình làm thì mình sẽ gặt được cái quả. Ở đây là một biểu tượng. Không có cái việc gì chúng ta tự không làm mà có quả cả. Không thể nào mà không có học, cứ cúng Phật đi rồi được biết chữ. Không có bao giờ có chuyện đó. Nhưng mà ở đây là cái chữ cúng để được phù hộ, đây là nói lên cái ý nghĩa là chúng ta muốn đạt cái quả chúng ta phải gieo nhân. Muốn biết chữ phải đọc sách, học bài, vân vân. Thưa Thầy, thùng phước xương và thùng công đức khác nhau như thế nào? Thùng phước xương đựng tiền lẻ. Dạ thưa đại chúng, chữ xương là tiếng Hán. Chữ xương là tiếng Hán và chữ Hán, chữ xương có nghĩa là thùng. Cho nên ở ngoài Bắc á, người ta ít có để chữ phước xương mà người ta để là thùng công đức. Có chỗ để là hòm công đức. Cái hòm là cái hộp thôi chứ gì đâu. Chữ xương á, trong tiếng Hán nghĩa là hộp, là thùng, là cái hòm. Mà người Nam thì sợ cái hòm lắm. Nhưng mà thật sự chữ hòm nghĩa là một cái hộp vuông. Cho nên để phước xương nghĩa là hộp cái thùng này để đựng phước. Vậy thì phước xương và thùng công đức giống nhau, mà mình xài chữ thùng là mình khỏi xài chữ xương. Không ai để là thùng phước xương hết. Nếu mình để chữ thùng phước xương là mình lặp lại cái chữ đó. Xương đã là thùng thôi đâu cần thùng chi nữa. Cũng giống như nói là khải cái gì? Khải tường tự. Thì có nghĩa là chùa Khải Tường. Chà ai hỏi mình nó đi đâu, nó đi chùa Khải Tường. Còn không thì đi Khải Tường Tự. Chứ không ai nói tôi đi chùa Khải Tường Tự hết. Tại vì tự và chùa nó giống nhau. Cho nên chữ phước xương là thùng phước. Còn thùng công đức cũng giống nhau. Bởi vì mình bố thí, mình bố thí cúng dường có phước. Nhưng mà bố thí mà không có cần ghi tên, ghi sổ, không có cần ai biết mình gì hết. Vì mình biết cái tiền này mình đưa vô đây là lo trang trải cái ngôi tam bảo đó. Cho nên nó có công đức. Công đức là do cái tâm niệm của mình làm mà không cần ai ghi nhớ. Cho nên Đại Pháp Hòa hay nhắc là đại chúng nhớ là cái của cho nó không bằng cái cách cho. Cái cách cho nó quan trọng lắm. Bởi vì mình cho người ta là cái của mà mình không có cái cách cho, tức là mình thiếu đi cái hạnh á, mình cho mà người làm cho người ta xấu tuổi,
người ta nghĩ phận của người ta hèn mọn, người ta phải xòe tay để xin cái của này của mình, mình làm cho người ta bị tổn thương. Cho nên mình cho mà mình được tốt hơn là cho cách nào để người đó cảm nhận được sự trân trọng của mình, thì mình quả thật là trọn vẹn công đức. Đức là do mình tu, cái đức là do mình tu, còn cái phước là do mình cho. Cho người ta 5 đồng có phước, nhưng mà bù lại giảm đức. Cho mà mắng xả người ta, làm cho người ta tủi phận, đau khổ. Cho nên hai cái nghĩa là vậy. Thầy giải nghĩa giúp con tên pháp danh Quảng Lạc. Lạc là không mặn, Quảng Lạc là lạc nhách. Chữ quảng nghĩa là rộng, chữ lạc là vui. Cái gì rộng lớn kêu là quảng. Thí dụ như quảng trường, quảng trường là một cái sân rộng gọi là quảng trường. Một cái hội trường, một cái phòng rộng là quảng đường. Người đó tâm rộng là quảng tâm. Cho nên mình có niềm vui lớn gọi là quảng lạc. Chà, có cái câu này mới hay nè. Thầy đẹp trai. Câu kế mới hấp dẫn. Em yêu thầy. Mô Phật. Phật tử Utah có khác. Sư vừa cất tiếng niệm miệng à, sư vừa cất tiếng niệm Nam Mô. Thoáng đâu có bóng một cô bước vào. Tim sư rộn rực nôn nao. Bỏ chuông, bỏ mỏ ra vào chẳng im. Tim này ví sẽ làm đôi. Nửa dân cho Phật, chao ôi còn nàng. Lung linh dưới ánh trăng vàng. Như Lai điều ngự trên làng tóc em. Cái bài thơ nghe nó lãng mạn và trần tục, nhưng mà thật câu cuối là nói lên cái chí nguyện tu. Sư vừa cất tiếng Nam Mô, thấp thoáng một cô bước vào. Thấy cô tim sư rộn rào, nhưng mà bỏ chuông bỏ mỏ ra vào chẳng yên. Đó là nói lên cái tâm trạng bình thường của thế nhân. Nhưng mà cuối cùng thầy đã nói rồi, tim này mà ví sẽ làm đôi, nửa dâng cho Phật, chao ôi còn nàng. Nhưng mà thôi, nói là nói vậy, nhưng mà cô vẫn phải hiểu một điều. Lung linh dưới ánh trăng vàng, có những đêm ngồi thiền tĩnh tỏa dưới ánh trăng vàng và phát hiện ra một điều. Như Lai điều ngự, Như Lai là Phật. Điều ngự là người có khả năng điều phục, chế ngự mọi hiện tượng. Thôi cho tôi gửi lên làng tóc em, gió nó thổi cái nó bay. Còn tôi, còn tôi thì tôi vẫn ngồi yên ở đây để hưởng ánh trăng, ánh trăng vàng. Đó là cái chí nguyện của người tu. Và ai đây cũng rất là khẳng khái. Thầy đẹp trai, em yêu thầy. Đi tu hơn 30 năm, hôm nay được nghe được âm thầm thế ni. Xem ra cô cũng thứ chì. Không giấu mà lại viết ghi trên này. Thưa thầy, con muốn website tiếng Anh để nghe kinh. Xin thầy hướng dẫn những bài giảng của thầy bằng tiếng Anh. Chỉ cần vào YouTube bấm thầy Pháp Hòa English, thêm chữ English ở phía sau thì nó sẽ có. Xin thầy giải thích
nghĩa chữ thể giải đại đạo trong tự quy y Phật và chữ thống lý trong bài tự quy y Tăng. Cái bài tự quy y Phật tiếng Hán á, tự quy y Phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm. Thì vị này mới hỏi là cái chữ thể giải đại đạo đó nghĩa là gì? Thưa đại chúng, cái bài này nếu chúng ta dịch, nghĩa là chúng ta dịch như thế này: trở về nương tựa Phật trong con xin nguyện cho tất cả mọi loài chúng sanh thể nhập được vào con đường lớn, đó là con đường thành Phật. Thể, chữ thể trong trường hợp này là thể nhập, thể hội. Ví dụ như mình đi chùa, hàng ngày mình tụng kinh, mình cũng mong, và mình mở băng giảng, mình mong á, là người nhà của mình một ngày nào đó cũng thể nhập vào con đường này với mình. Thể giải đại đạo. Chữ đại đạo là gì? Nếu nghĩa thường là con đường lớn. Mà con đường lớn ở đây chính là con đường thành Phật, con đường giác ngộ. Cho nên trở về nương tựa Phật là trở về nương tựa với sự giác ngộ nơi chính mình. Và mình có được giác ngộ nơi chính mình, cho nên mình nguyện cho tất cả mọi người cũng cùng hội nhập với mình và đi trên con đường đó. Đó là một cái ước nguyện cao lớn của tất cả mọi người, ai cũng muốn. Ví dụ như là mình ăn hiền ở lành, cũng muốn con cái mình cũng thấy được cái hạnh đó của mình mà sống theo như vậy. Cho nên chữ thể đó là thể nhập, thể hội. Đại đạo là chỉ cho Phật đạo hay là con đường thành Phật giác ngộ. Phát cái tâm vô thượng, phát cái tâm rộng lớn để đi cùng được cái đi đến chỗ đó. Bây giờ Pháp Hòa nói cái ví dụ nhỏ thôi. Có hai vợ chồng mà. Mình quy y đi chùa rồi, mình cũng muốn ông chồng mình cũng quy y đi chùa. Mà khuyên hoài chồng không có nghe. Ông nghĩ ông chưa muốn. Tới một ngày nào đó tự động ông nói: bà ghi danh cho tôi quy y. Thì lúc này bà xã sẽ tuyên bố một câu: trời ơi, hôm nay tôi mừng quá, thể giải đại đạo, chồng với tôi bây giờ phát vô thượng thượng tâm. Quý vị thấy được cái điều đó không? Rồi bây giờ cái câu thứ ba nè: tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng. Chữ thống lý ở đây á, mình không có cái ý là mình muốn lãnh đạo thống nhất ai hết á. Mà cái chữ này nó có cái nghĩa là mình mong tất cả mọi người đều cùng thống nhất đi về một cái đạo lý, một con đường đó, để không có còn trở ngại. Nhưng mà muốn mọi người hội nhập với mình thì trước hết mình phải làm sao? Phải hội nhập với mọi người. Pháp Hòa ví dụ thôi. Pháp Hòa nói tôi muốn mọi người ở đây suốt hai ngày nay phải thương tôi, phải nghĩ về tôi, phải quý mến tôi. Phải gọi ví dụ vậy. Nhưng mà suốt hai ngày nay mình cứ ở trong phòng miết à. Thì làm sao mình phải bưng mình ra, mình phải đem mình ra khỏi cái ngã riêng tư của mình, để mình đặt mình vào cái đại ngã, cái thể lớn. Thì tự động mọi việc nó thống lý đại chúng. Bây giờ mình trong một buổi họp, ai người ta cũng đồng ý mà con mình chống à. Thì mình chưa phải là người sống trong tăng. Mình chỉ là một cái nhỏ. Bây giờ đại chúng người ta là như vậy, bốn người trở lên là gọi đại chúng rồi. Mà bây giờ hơn bốn người quyết định mà mình không cùng quyết định thì mình không thể đi đến cái chỗ thống lý được. Cho nên ở đây câu này: với ước nguyện con mong mọi người tất cả cùng đi về cái chỗ đó, đưa ánh sáng Phật Pháp đến với đại chúng cùng thống nhất như vậy. Ví dụ như ở nhà một mình ăn chay, mà ví dụ như cả nhà ai cũng ăn chay, lọt con mình ăn mặn à. Rồi cái ngày đó cái mình để cho mọi người khỏi phiền hà gì hết: má ơi, má nấu chay luôn đi. Tuy bữa nay con không ăn chay nhưng mà con cũng sẽ ăn với mọi người, để mọi người má khỏi mất công nấu. Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Rồi ví dụ như hôm nay, chiều nay người ta nấu có một món ra đãi mình là bún nước, ví dụ vậy. Tự nhiên mình nói không,
giờ tôi phải ăn cơm mà. Đúng không? Rồi cái thì làm sao người ta chảy. Cho nên mình sống trong tăng, tăng là đoàn thể hòa hợp, mà mình nhớ là phải hòa hợp như vậy để cho tới cái chỗ vô ngại là không còn gì trở ngại nữa. Ba câu đó rất hay. Và bây giờ Pháp Hòa nói thêm chút để đại chúng thấy đặc biệt của cái thời kinh nhà Phật. Mới bắt đầu vô kinh đó, đảnh lễ Tam Bảo. Chí tâm đảnh lễ tận hư không biến pháp, rồi Ta Bà giáo chủ bổn sư, rồi Di Đà Quán Âm gì đó. Tất cả những danh hiệu Phật đó là gì? Đó là ngoại tướng Tam Bảo. Những đức Phật có tên có tuổi tụng xong một thời kinh, từ lúc đầu dẫn mình vô tới cuối cùng, tới cuối bài kinh chúng ta làm một việc thôi. Bây giờ không còn nương ở đâu nữa hết, mà nương ở đâu? Phật tự tâm, Pháp tự tâm, Tăng tự tâm. Chỗ này gọi là từ tướng đi vào tánh. Quý vị chưa tới chùa, mới bắt đầu tới chùa thôi, thì phải quy y Tam Bảo, rồi có tụng kinh, có mặc áo tràng, vân vân. Nhưng khi mình đã thể nhập được với cái đại đạo rồi, có cũng được, để đồng với đại chúng. Mà lỡ bữa nào quên thì thôi, không có gì phiền hà hết. Không có gì phiền hà hết. Nó hay cái chỗ đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con là người ngu nhất thế gian. Có ai nói gì đâu. Nhưng mà thưa không sao. Trong Kinh Pháp Cú có câu. Kinh Pháp Cú có câu. Người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người trí cho mình trí, thật đáng gọi chí ngu. Người ngu mà người dại, người khờ biết mà là mình người khờ. Chữ ngu trong kinh điển nó không có nghĩa là như cái kiểu tiếng Việt mình hiểu là ngu đần, ngu độn, đồ dốt nát, không phải. Chữ ngu trong tiếng Hán đơn giản là không thấy được lẽ thật. Người ác trong tiếng Hán nghĩa là luôn luôn sống mà tổn giảm cho mình, cho người, gọi là ác. Chứ không có nghĩa như cái tiếng Việt mình là nghe chữ ác là sợ ghê gớm lắm. Nhưng mà chữ ác trong tiếng Hán nghĩa là không thấy lẽ thật. Chữ ngu trong tiếng Hán nghĩa là không thấy lẽ thật. Kính mong thầy giải thích cho con mấy điều sau đây. Một, lễ Phật không thắp hương có lỗi không? Dạ không có lỗi. Vì hương vật chất không bằng tâm hương. Cái hương vật chất chỉ là biểu tượng, quan trọng là hương lòng. Ý nghĩa thắp hương là gì? Tại sao thắp hương một cây, ba cây mà không thắp hai cây hoặc bốn cây? Thắp bốn cây thì hao, thắp hai cây lõn chõn. Cái đó gọi là xúc sự diện tường đó. Gặp chuyện hết biết đường nói. Nói đại. Thưa đại chúng như thế này. Trước hết chữ hương là gì? Hương là thơm. Như vậy thì cây hương trong Phật giáo tượng trưng cho đức hạnh của một người. Mà biểu tượng qua thắp hương là mình phải thắp lên cái hương thơm của đức hạnh, biểu tượng qua cây hương. Tại sao thắp ba cây? Bởi vì ba cây nhang là tượng trưng cho giới, cho định, cho tuệ. Ba cái căn bản mà tu hành của nhà Phật. Tu cái gì không biết mà thiếu giới, thiếu định, thiếu tuệ là không xong gì hết. Nhờ giữ giới mà có định, định tĩnh tâm hồn. Nhờ định tĩnh tâm hồn mà trí tuệ sáng suốt. Cho nên ba cái này là giống như cái lư hương mà đủ ba chân. Gãy một chân thì cái lư hương đứng không vững. Giới, định, tuệ. Cho nên thắp ba cây. Nhưng mà trong định á, nó vẫn có giới tuệ. Trong tuệ nó vẫn có giới định. Trong giới nó có định tuệ. Cho nên chỉ cần thắp một cây là đủ. Bởi vì trong ba mà có một. Pháp Hòa ví dụ. Thấy cái món này để trên bàn đây mà không có ai hết, định ăn cắp. Thì sắp sửa phạm giới thì cái giây phút dừng lại liền. Nói thôi,
mình lấy của người ta mà đâu phải của mình. Mình dày là ăn cắp, mà hơn nữa này người ta làm cho Phật Pháp, mình đem về mình hưởng con mình nè, mình để đây người ta làm được cho đại chúng cùng xài. Ngay cái giây phút dừng lại, không ăn cắp là có định, có tuệ. Định là sự vắng lặng ngay cái giây phút sắp sửa phạm giới. Và tuệ nó soi liền, nó nói đừng làm như vậy, không nên. Cho nên ngay hành động không ăn cắp, có định, có giới. Quý vị thấy được điều đó và nói ha. Rồi, bây giờ mình ngồi thiền, mình định. Trong khi mình ngồi thiền, có làm gì phạm tội không? Cho nên ngồi thiền đã là giữ giới. Và trong khi ngồi như vậy mà trí mình nó sanh, cho nên gọi là tuệ sanh. Một hành động mình làm mà ba cái kia có mặt, cho nên không cần thắp ba cây, chỉ cần thắp một cây là đủ. Hương giới, hương định, hương tuệ. Và nhà Phật lấy cây hương để biểu tượng cho đức hạnh. Vì vậy cho nên trong pháp cú có câu: hương của tất cả các loài hoa, không hương nào bay được ngược gió, chỉ có hương người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Không có hương nào bay được ngược gió, chỉ hương người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Rồi bây giờ quý vị đã hiểu được cái chỗ hương mà mấy cây rồi ha. Rồi bây giờ nói tới lại. Kính bạch thầy, thầy có nói tại sao lại ba lại, lại ông bà bốn lại, và thưa thầy, tại sao lễ trong Đại Nội Huế lại năm lại? Giờ bắt đầu đi vô tới cung đình. Thưa đại chúng, lại Phật, lại ba lại là tượng trưng cho Phật Pháp Tăng. Lại cửu quyền thất tổ ông bà cha mẹ, bốn lại là tượng trưng cho tứ ân phụ mẫu, hay là cha mẹ hai bên. Thì vị này đã hiểu rồi. Bây giờ hỏi là tại sao trong cung đình lại năm lại? Bởi vì trong cung đình lại ngũ phương, đông tây nam bắc và phương giữa, còn tượng trưng cho ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, mà địa vị của ông vua ngồi thuộc về thổ, thổ thuộc màu vàng, cho nên ngũ hành lại năm lại, kim mộc thủy hỏa thổ. Và lại năm lại đó là tượng trưng cho năm phương, đông nam tây bắc và phương giữa. Mà phương giữa là chỗ ngồi của ông vua, phải không? Mà ông vua là mặc màu vàng, mà màu vàng là màu của đất, của thổ. Nó trong ngũ hành thì ông vua thuộc về thổ, kim mộc thủy hỏa thổ, cho nên lại năm lại. Rồi giờ giải quyết được cái lại năm lại. Người chết chưa chôn lại hai lại, xin thầy nói rõ cho con biết. Tại sao người chết chưa chôn lại hai lại? Bởi vì cái người đó đã chết là thuộc về người âm, nhưng mà họ chưa thật sự rời khỏi thế gian này, thân xác họ còn đây, cho nên họ còn dính dáng một chút dương. Cho nên hai lại đó là âm dương. Nếu đi chôn hẳn thì họ đã rời khỏi rồi, họ không còn trên dương thế. Còn lần này họ chết, họ mới chết đây, họ còn quá nóng hổi mà, thì họ còn nằm đây. Thì mình tới mình thăm họ bằng cách là mình thăm một người chết, nhưng mà thật sự họ còn đây. Cho nên hai lễ đó tượng trưng cho âm dương. Giống như là chết rồi luộc cái trứng gà để lên đầu vậy đó. Tại sao không để cái khác mà để cái trứng gà? Bởi vì khi cái trứng gà mình luộc lên đó, thì nó có hai màu. Màu trắng là dương, trồng đỏ là ấm. Để cái trồng đỏ trứng gà, cái trứng gà trên chén cơm là tượng trưng cho người chết này là giao thoa giữa âm dương. Thứ ba, kính bạch thầy, chùa là danh từ riêng của Phật giáo hay sao, và tại sao gọi chùa chiền? Thưa đại chúng, trước hết nói chữ chùa. Chữ chùa là mình nói trại. Đúng ra mình phải phát âm là trù. Bởi vì chữ trù á là tượng trưng cho cái bếp. Mà nhà của mình á, nói nếu nói lên sự ấm êm, sự ấm êm đầm ấm của một gia đình, thì chúng ta phải nói đến cái gì? Cái bếp.
Tại vì cái bếp mà còn nấu nướng, nghĩa là người đó còn, người nhà đó còn ăn chung mâm với nhau và ngồi lại. Cho nên người Việt, cái người Á Đông chúng ta nói tới cái bếp là nói đến sự đầm ấm trong gia đình. Cũng như thế, nói đến sự yên tĩnh thì chúng ta phải nói đến cái chùa. Cho nên trù người ta nghĩ đến, nói đến cái bếp, và người ta cũng nghĩ đến cái sự gọi là yên ấm, yên tĩnh, thì người ta nghĩ đến chùa. Cho nên chùa gọi là trù, mà chúng ta gọi trại là chùa. Bây giờ Pháp Hòa nói vài chữ mà chúng ta gọi trại nha. Tiếng Hán á, người ta kêu là trảm. Trảm là gì? Là chém. Đúng ra chúng ta cũng phải kêu là chữ chém, là trảm đó. Nhưng mà tự nhiên mình nói trại ra thành chữ chém. Nhưng mà chém này từ đâu? Từ cái chữ trảm mà ra. Quý vị thấy được một chữ đó không? Lẽ ra chúng ta kêu là trảm, nhưng mà chúng ta nói thành chém, là nói trại. Chữ thứ hai, lẽ ra chúng ta phải nói là ăn trai, nhưng chúng ta lại nói trại ra là thành gì? Ăn chay. Và khi mà chúng ta nói là ăn chay, nhưng mà khi mà chúng ta nói đến những cái danh từ mà chuyên môn thì không thể nói là cúng chay, mà phải nói cúng trai, như là trai tăng. Hôm nay cúng trai tăng. Trai tăng là gì? Là một bữa trai, một bữa cơm trai để cúng dường chư tăng thì kêu là trai tăng. Mà chữ tăng là có ni ở trong á. Chứ mấy cô sư cô nghe nó thôi cúng tăng mà tuôn lên. Bởi vì chữ tăng là danh từ chung cho đoàn thể của đệ tử Phật sống hòa hợp, cho nên chữ tăng là danh từ chung, ni cũng là tăng. Mình gọi tăng ni là mình gọi dư, gọi để mà cho phân biệt chữ nghĩa vậy thôi, chứ còn chữ tăng là đã đủ rồi. Cho nên cái chữ chúng ta gọi trại là từ chữ trai chúng ta kêu trai, từ chữ trảm chúng ta kêu chém, phải không? Từ chữ trù chúng ta gọi chùa. Như vậy thì chữ chùa là trù để nói lên cái nơi yên ấm, êm ả. Bước vô nhà mà bếp nhà còn nổi lên thì biết nhà này còn im ấm, người nhà chưa bỏ đi. Mà hễ mà muốn nói lên cái nhà đó mà vắng vẻ thì ta nói sao? Bếp lạnh, canh nguội. Ta nói lên cái sự nhà đình đó hết còn hạnh phúc. Đến cái chữ chiền. Cái chữ chiền á, là chúng ta gọi trại từ cái chữ triền. Tiếng Hán chữ triền á, nghĩa là chỗ người dân ở. Và cái chữ chùa á, nó có nghĩa là chữ trù. Cho nên đúng gọi là chúng ta kêu là trù triền. Chỗ yên ấm và để cho người dân được nương tựa. Cho nên gọi là trù triền. Bây giờ chúng ta gọi trại ra là chùa chiền. Cái chữ chiền trong tiếng Hán nghĩa là người, chỗ người dân ở. Vậy thì có nhiều người thì giải thích khác, nói là chùa chiền là gì biết không? Chuyền hết người này tới chuyền người kia. Cái đó mình nói cái ý thôi, chứ đâu phải chữ chuyền hay là chữ truyền. Nó là chữ chiền. Từ cái chữ tiếng Hán là triền. Triền nghĩa là nơi người dân ở. Và bây giờ chúng ta gọi là chùa chiền thì thôi, bây giờ giải thích đơn giản là chùa chiền là gì? Là nơi yên ấm, tịnh, thanh tịnh để cho tất cả mọi người ở nương tựa, trong đó có tất cả mọi người, và chúng ta thường gọi là chỗ ở của người dân. Vậy hiểu chữ chùa chiền không? À, hết giờ rồi. Con có cháu gái năm nay khoảng 30 tuổi, tánh tình rất nóng nảy, gần như lúc nào cũng có cục lửa sân chờ sẵn. Hễ nghe ai nói không vừa ý là sân lên, kể cả mẹ của cháu cũng không chừa, la quát mắng nói những lời nói khó nghe. Thậm chí có những lần gặp con giải thích cho cháu nghe thì biết lỗi lúc đó và hứa sẽ sửa đổi. Nhưng chừng 4 hoặc 5 ngày là tái phạm, cứ như thế mẹ của cháu rất đau khổ. Và nhờ con hỏi thầy có cách nào để làm cho cháu giảm bớt cơn nóng giận trong người lúc nào cũng trực sẵn. Cảm ơn thầy nhiều.
Mẹ của cháu là người rất hiền hậu đảm đang và lúc nào cũng nghĩ và thương cháu. Giờ thầy có cách nào ngoài ướp nước đá? Có nhiều khi á, mình cái người ta ở trong một cái môi trường, ở một cái môi trường mà làm cho người ta dễ nóng giận, và cái nóng giận đó người ta tưới tẩm nó mỗi ngày. Như hồi nãy Pháp Hòa có thưa vậy đó, cái nỗi buồn mình cứ tưới tẩm mỗi ngày. Cô Kiều á, cổ đi vô trong cái chỗ thanh minh á, cổ gặp những cái mã của người khác đạm tiên đồ mắt mới tới cổ, vậy mà cổ điên vòng, cổ thấy, cổ đọc cái cổ khóc sướt mướt theo. Mình tưới tẩm cái hạt giống đứt ruột đau khổ trong người mình. Ở đây cũng vậy, có nhiều khi một con người đó đã tưới tẩm quá nhiều cái hạt giống sân hận khổ đau. Bây giờ mình thay vì mình tìm cách mình đối trị á, thì mình phải chấp nhận ôm ấp người này như là một người con đau khổ của mình. Và chính mình cái sự ôm ấp đau, ôm ấp họ, chấp nhận họ. Và lúc những lúc như vậy mình chỉ biết im lặng và chờ họ nguội, thì một lúc nào đó họ sẽ phản tỉnh. Bây giờ mình chưa thấy, nhưng mà con người ai cũng có những cái mình phải tin. Đã con người có những cái nóng giận thì cũng phải có những lúc hiền lành. Bằng chứng là khuyên thì biết lỗi được 4-5 ngày đó. Như vậy là rõ ràng người này cũng có cái sự phục lỗi, phục lại cái lỗi lầm của mình, nhưng mà chưa được thuần thục lâu dài thôi. Và mình muốn đổ một người á, người ta đòi hỏi cái gì? Đòi hỏi sự nhẫn nại. Thưa đại chúng á, đừng có nói con mình, thậm chí chồng mình, vợ mình, người mà mình quen mấy năm trời trước khi mình chấp nhận cưới, vậy mà về ở với nhau vẫn đau khổ như thường. Tại vì lúc gặp nhau trong 4-5 năm đó thấy toàn cái tốt không à. Người đó chỉ hiện ra những cái tốt cho mình thấy thôi. Và khi mình về sống chung rồi, bao nhiêu cái tật của người đó bắt đầu bây giờ nó xì ra. Rác mà 4-5 ngày đầu nó chưa hôi đâu, chừng ngày thứ 6, thứ 7 nó bắt đầu bốc mùi. Rồi mình mua thùng sắt, mình đẩy rồi lên. Nó không hôi kiểu này, nó hôi kiểu khác. Không lẽ giờ có rác không mở thùng ra bỏ vô, mà bỏ miếng rác mới thì lại ngửi cái miếng rác cũ. Cho nên không người nào mà không có thùng rác. Mà cái quan trọng là cái sự nhẫn nại của chúng ta chấp nhận người đó. Bởi vì chúng ta là cha, là mẹ, là người thân mà chúng ta chưa chấp nhận được họ thì ai sẽ chấp nhận? Cho nên cái điều tiên quyết mình phải làm là ôm ấp họ, chấp nhận họ. Và sự nhẫn nại của mình chính là cái nước đá, chính là những nhành dương nước tịnh để từ từ dập tắt cái lửa sân hận của người kia. Và mình biết người này sân hận như vậy, cho nên mình cố gắng giảm nói những gì mà làm cho người đó dễ nổi giận. Mình phải giúp người đó. Người đó là một người đang bệnh, chứ không phải là họ là người khỏe đâu. Họ là người đang bệnh. Mà đã là bệnh rồi thì dễ nổi quạo lắm. Cho nên mình biết họ phật lửa anytime, thì nhớ trong nhà chỗ nào có bình xăng dẹp cất bớt để lửa nó đừng phật. Hồi đó Pháp Hòa có nuôi một cái anh bệnh tâm thần 11 năm. Thì thầy viện chủ có thể đem cái anh này về, nhưng mà mình đệ tử trong chùa thì mình phải thay thầy chăm sóc. 11 năm trời Pháp Hòa theo đuổi nuôi một người bệnh tâm thần. Mỗi một lần mà ảnh lên cơn á, là Pháp Hòa không có ngủ được, phải thức đi theo. Và giao trong chùa là phải đem cất hết, tại sợ nửa đêm mà ảnh bậy bạ làm sao. Mỗi một lần mà ảnh lên bệnh như vậy á, là ảnh bắt Pháp Hòa ngồi kế bên gãi lưng cho ngủ. Đi vệ sinh xong rồi không chùi rửa gì hết, Pháp Hòa là người vô chùi rửa. Rồi mỗi lúc ghẻ bệnh của ảnh lung tung trong phòng, trong nhà vệ sinh, ảnh đi tới đâu là Pháp Hòa phải đem thuốc tẩy vô tẩy tới đó. 11 năm trường như vậy, thuốc bệnh không uống, đem đổ trong cống hết. Rồi tới hồi mà nó nghẹt cống, thục lên trở lại, thuốc của ảnh không.
ban đêm á, 5 giờ sáng, 5 giờ sáng giờ mình thức tụng kinh á, là giờ ảnh ăn buổi chiều, ảnh ăn chiều đó. Rồi là ảnh vô anh ngủ. Ngủ từ 6 giờ sáng ngủ cho tới 10 giờ đêm mình đi ngủ là ảnh thức, ảnh ăn điểm tâm. Ảnh thức từ 10 giờ đêm tới 5 giờ sáng ăn 3 chập. Mà ăn xong là tô dĩa để đầy phòng hết. Rồi Pháp Hòa cứ chờ mỗi lần ảnh đi thì Pháp Hòa mang bao tay vô, vô trong phòng rửa dọn chùi, rửa thay ra đồ cho ảnh. 11 năm như vậy. Đâu có bà con gì mình đâu, không có dính dáng gì hết á. Không? Nhưng mà thương thì phải chịu. Bây giờ con mình á, mình phải thương họ. Họ là người bệnh, bệnh tâm khổ hơn bệnh thân. Cái người bệnh tâm nó khổ lắm là tại vì họ không control được họ. Mà khi họ nói xong đôi lúc họ cũng hối hận chứ, nhưng mà giờ tự ái quá xin lỗi không được. Có nhiều người giận thì dễ mà kêu xin lỗi thì khó. Thôi thì bây giờ nói tóm lại, độ chúng sanh không phải dễ. Nội cái chúng sanh của chính mình đây nè, mà độ còn trầy di tróc dãy. Có lúc nó sân quá, mình biểu nó đừng sân nữa, nó không được. Tôi phải làm một trận cho ra lẹ. Lẽ đâu không thấy nó nát bét hết trơn. Thôi thì bây giờ tóm lại là như vậy. Quý vị cố gắng nhẫn nại, ôm ấp người đó, để người đó có cơ hội chuyển hóa. Và nếu quý vị tin vào sự mầu nhiệm của gia lực, quý vị mỗi ngày lấy một ly nước, gửi năng lượng từ bi của mình vô đó, rồi để đâu đó cho người đó uống. Mỗi ngày đều đặn như vậy, bằng cái tâm lực lành thiện của mình, sẽ có ngày mình chuyển được người đó. Phải tin cái đó. Và khi chúng ta nghe pháp, chúng ta có được niềm vui đầy đủ. Cái vui của nghe pháp là cái vui từ thân cho tới tâm, cho nên gọi là sung mãn. Cái gì gọi là pháp hỷ? Pháp hỷ là vui nghe pháp. Mà tại sao gọi là sung mãn? Sung mãn là bởi vì chúng ta vui tận từ thân tới tâm của mình. Ví dụ như mình đi ăn tiệc, mình đi ăn tiệc xong một buổi tiệc về á, thì mình mệt, cũng có vui nhưng mà vui chút thôi. Nhưng mà có thể vui cái buổi tiệc đó mình mệt, hoặc là mình tốn kém một chút, rồi sau đó thì chỉ vui nhưng mà nó không có cái gì bổ dưỡng cho tâm hồn của mình, tâm thức của mình. Cho nên cái vui của thế gian chỉ là cái vui nhưng mà không có phải là sung mãn. Mà nếu có sung mãn tức là rất là thế gian chứ không phải sung mãn. Có nhiều khi mình nghe xong một bài pháp mình vui, một ngày hôm đó mình tỉnh rồi, cả đời mình theo cái đó mình tu. Có nhiều Phật tử, có nhiều cả đời đâu biết nghe pháp, tự nhiên một ngày nọ nhân duyên tới họ nghe được một bài Phật pháp, nghe xong họ tỉnh ngộ, họ tu cho tới ngày họ trăm tuổi. Như vậy có phải là sung mãn không? Còn cái vui của thế gian, mình vui hết bữa này thì lây sang bữa khác, thì mình kiếm cái khác mình vui. Chứ còn vui Phật pháp thì một khi chúng ta nắm được cái giáo pháp rồi thì chúng ta nương vào đó chúng ta sống, thì chúng ta vui mãi cho đến là pháp hỷ sung mãn. Thiền duyệt vi thực. Ví dụ như mình tụng một thời kinh, tụng một thời kinh mà tụng tới đâu hiểu tới đó, tụng tới đâu hiểu tới đó, chuông mỏ đánh không quá nhanh không quá chậm, mình tụng theo kịp, mà vừa tụng kịp mà vừa hiểu nữa, tụng xong thời kinh thấy không mỏi mệt gì hết, mà tụng rất là hoan hỷ. Cái đó cũng là pháp hỷ sung mãn. Rồi khi mà chúng ta ngồi tịnh, mà chúng ta tĩnh lặng cả thân tâm đó, mà cái niềm vui đó, cho có nhiều khi á, mình ngạc nhiên, mình thấy tại sao có nhiều người ngồi thiền 3 tiếng, 4 tiếng mà tỉnh bơ, không sao hết. Tại vì họ có thiền duyệt vi thực. Thiền duyệt vi thực là vậy, tức là mình ngồi tĩnh lặng mà mình có được niềm vui. Thì bây giờ quý vị ngồi đây, tuy trời có nóng bức, nhưng mà cái niềm vui của mình là hôm nay mình được đến một cái đạo tràng, được gặp những người mình muốn gặp. Cho nên những cái gì đó nó nóng bức một chút, nó chật chội một chút, nó thiếu thốn một chút, cái mình sao? Thông cảm. Tại sao mình thông? Tại vì mình cảm. Cảm là bây giờ ban tổ chức không làm gì khác hơn được, không thể nới cái phòng nào rộng hơn được, cũng không ra ngoài đường làm sao cho thời tiết mát hơn được. Thôi bây giờ mình cảm cái đó đi. Bản thân mình nếu ở nhà mình giờ phút này chắc mình cũng có cái nóng như thế này. Mình cảm được cho nên mình thông.
phải không? Mình cảm được cho nên mình thông, và mình thông được cho nên mình cảm. Cho nên thường thường ta kêu là gì? Thông cảm cũng được, mà cảm thông cũng được. Cảm tức là gì? Cảm tức là mình cảm nhận, mình cảm nhận cùng một cái cảm giác đó, cho nên mình thương người ta được. Nhờ cảm được cùng cảm giác cho nên mình thông. Rồi, từ vì mình lúc nào cũng sống với cái thông, cho nên việc gì đến mình cũng cảm. Cho nên hai cái đó nó bổ sung cho nhau. Như hôm trước Pháp Hoài giải thích cái chữ tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên đó. Không, hai cái trạng thái của sự tu hành, và hai cũng giống như mình ngày hôm nay. Bây giờ đưa lại chúng, trong cuộc sống của chúng ta ai cũng phải cần thông cảm. Bản thân mình cũng cần thông cảm, mình cũng cần người khác thông cảm, và đôi lúc mình cũng phải vận dụng cái thông cảm để thông cảm cho người khác. Nhưng mà trước khi mình muốn thông cảm với người khác thì mình phải làm gì? Mình phải biết. Biết cái gì để mình thông cảm chứ? Mình không biết làm sao mình thông cảm. Thì vậy cho nên trong cuộc sống của chúng ta không ai mà không phải học. Vì không học thì sao biết, phải không? Mà biết, mà nếu chúng ta chỉ biết mà chúng ta không vận dụng cái trí để chúng ta quán triệt thì đôi khi cũng khó cảm thông. Nếu mà chúng ta chỉ biết thôi, mà biết rồi để giận, biết rồi để hờn, biết rồi để trách, thì biết là nó khác à. Còn cái biết mà để chúng ta quán chiếu, chúng ta quán chiếu để chúng ta thông triệt được cái chỗ đó, thì chúng ta có thể tha thứ thương được. Đạo Nho người ta thường dùng cái từ là chữ Hán, chữ biết của tiếng Việt, tiếng Hán gọi là tri, tiếng Hán gọi là tri. Thí dụ mình hay thường dùng cái từ là tri nhân, tri diện, bất tri tâm, mình hay nói vậy đó. À, biết người, biết mặt, đâu biết được lòng, thì cái chữ tri là vậy đó. Cho nên tiếng Hán gọi biết là tri. Mà người, mà Nho người ta thường nói muốn tri là phải trí, muốn tri là phải trí, tri là biết. Mà trí là gì? Trí là trí tuệ, trí là trí tuệ, người có trí mới biết. À, vì vậy người ta gọi là trí giả, tri giả. Người trí là người biết, trí giả, tri giả. Trí giả là người trí, tri giả là đã biết hay là người biết. Người đã biết thì nhất định sẽ có trí. Pháp Hòa ví dụ, mình muốn hái hoa hồng thì mình phải làm gì? Phải biết hoa hồng là gì. Hoa hồng thì có gì? Có gai. Mà hễ có gai thì hái hoa phải làm sao? Cẩn thận, phải không nè? Rồi bây giờ quý vị thí dụ quý vị bào khoai môn. Khoai môn thì nó hay cái gì? Ngứa. Mà biết khoai môn ngứa thì phải làm cái gì? Để bó tay, phải không? Cho nên người sống ở trên đời, nếu chúng ta là người trí giả là tri giả, người trí là biết. Mà nhờ biết cho nên suy tư quán chiếu, rồi chúng ta được biết cái đó. Mà biết cái đó theo Phật, Phật dạy cái điều thứ nhất là chúng ta phải tập. Một là chúng ta biết để cảm thông, biết để cảm thông, chứ không phải biết để trách móc. Tại sao cảm thông? Vì có nhiều khi người ta đâu có làm gì hơn được nữa. Ví dụ như căn phòng này, bây giờ mình cũng muốn nói bây giờ đó, mời tụi tôi tới mà mướn cái phòng nhiêu đây thì sao ta ngồi. Bây giờ quý vị có nói gì nói thì tới đây chậm hết. Có một lần có quà đi giảng bên Mỹ, quý vị nghĩ rằng cao tay là 300, mướn cái hội trường có 300, 300 người ngồi. Thì hôm đó cái nhân viên trong đó họ nhắc xuống cái hội trường đó là 300 cái ghế, mà quý vị bị bữa đó là 600-700 người. Thì cuối cùng 3-4 chiếc xe bus ở các thành phố khác đậu ngay Bắc Kinh không hồi. Thì người của mình thấy gọi là đông quá, chạy rần rần lên lầu bưng ghế xuống. Bưng ghế xuống thì nhân viên họ biết là gì? Hơn người, tại vì họ đã để 300 ghế rồi, mà mình bưng xuống nữa nghĩa là mình hơn cái quy định. Họ mới xuống, họ nói với ban tổ chức, bây giờ ở trong cái hall này cái luật chỉ có 300 người thôi. Nếu quý vị muốn thêm người thì chúng tôi sẽ đóng cái hall này luôn, tất cả phải ra ngoài hết. Thế thì bây giờ các vị chạy vô nói với Hòa, thầy ơi bây giờ thầy có thể giảng hai thời được không? Cùng một đề tài mà giải hai thời. Pháp Hòa nói trời, làm như Paris by night.
chiếu sức 1 thì chiếu sức 2. Thì cuối cùng quý vị mà nói là nói vậy thôi, chứ còn cái quy định mình đã book cái hall mấy tiếng là hết mấy tiếng. Thì cuối cùng quý vị biết không, ban tổ chức phải đem thức ăn, gói mỗi người một gói thức ăn và lấy CD của Pháp Hòa kẹp vô đó. Mỗi người gói xôi phần CD mà ra từng người trên xe bus năn nỉ quay xe về, là vì không thể vô được nữa. Bây giờ nếu như bây giờ một là hãy cố nén vô thì họ sẽ đóng cái cửa hall này, là cuối cùng 300 người trong này cũng phải đi ra chứ không ai được giữ gì hết. Rồi cái lần sau cũng ban tổ chức đó mời lần thứ nhì, mướn cái hội trường 900 chỗ cũng không đủ. Rồi nhưng mà cái chỗ đó người ta lỏng chút cho nên mình được xen vô ngồi dưới đất. Vì gì đó là cái rạp hát, một cái hội trường, một cái hí viện của trường đại học. Thì ngoài những cái ghế đó có những con đường, những cánh gà. Thì Pháp Hòa thưa như vậy để những vị nào không được cái phần gì đó thì đôi khi cũng phải sao? Thông cảm. Phải không? Cho nên ở cuộc sống của chúng ta, sở dĩ mà chúng ta có thể thông cảm, chấp nhận được là vì chúng ta có được cái tâm gì? Tâm thông cảm. Mà vì sao chúng ta được có được sự thông cảm đó? Vì chúng ta biết. Biết cái gì? Biết sức lực của mỗi người, biết cái hoàn cảnh của mỗi người, không ai làm gì hơn được. Pháp Hòa ví dụ như ngày hôm nay, bây giờ tự nhiên sáng nay trời oi bức mà lại mưa. Có một chú nói trời ơi bữa nay hơi kỳ ha, phải nắng một chút mình ra sân mình ngồi cho người ta nghe cũng được. Kỳ rồi 2015 đi Úc, ghé Sydney, mướn cái hội trường có 500 chỗ mà rốt cuộc cả ngàn người phải ngồi ở ngoài, 500-700 người mà hơn là bữa đó trời mát. Rồi ban tổ chức bắt loa ra ngoài được mặc dù không có TV. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, thậm chí nhiều khi bạn mình mời tới ăn tiệc, mời mình tới ăn tiệc nhưng mà rốt cuộc không đủ thức ăn, vân vân. Có rất nhiều trong cuộc sống này. Rồi quý vị để ý nè, mình đi đường, đi xe, hoặc là hàng ngày mình giao tiếp, làm gì không có những cái sơ thất, phải không? Không có một tổ chức nào chúng ta làm mà không có sơ thất. Thậm chí không có một vị nào mà chúng ta tiếp xúc mỗi ngày, hiếm ai mà trọn vẹn. Họ nếu họ hơn, họ may mắn, họ trọn vẹn bữa này, bữa khác cũng sơ xuất. Làm sao mà trong cuộc sống nhiều khi con người chúng ta mệt mỏi cũng thiếu sót. Rồi nhiều người có cái tánh hay quên cũng thiếu sót. Mà nếu chúng ta không cảm thông thì chúng ta trách móc vô cùng, phải không? Là tại sao chúng ta trách? Tại vì chúng ta một gói trong bụng một đống, rồi hãy rảnh cái móc ra trách. Móc ra trách mới kêu là trách móc. Tại vì mình chứa bụng một đống rồi. Nhiều khi ta làm lỗi với mình đâu 10 năm rồi. Ăn cơm thì muốn tiêu liền, nhưng mà chuyện cũ thì không muốn tiêu. Rồi thậm chí còn uống thuốc ướp nữa. Ướp cho nó làm sao? Ướp cho nó kỹ. Nó kỹ để rồi hãy mai mốt móc ra trách. Mà lỡ mà mình quên chi tiết con còn hỏi nữa. Bữa đó tôi nhớ tôi kể chị nó mắng tôi ở chỗ nào chị nhớ. Mình hy vọng là bạn bè cũng nhớ giùm mình, để rồi chỗ nào mình quên mình nói, để mà người ta có thể cảm thông. Cho nên thưa đại chúng, một trong những cái pháp an lạc, phải không, để mà nói lên được cái tâm trượng phu của người tu. Quý vị nhớ Phật có 10 danh hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu. Thì cái chữ trượng phu là gì? Theo thường thường mình hiểu trượng phu là đàn ông, phải không? Trượng phu là một người nam. Dạ thưa không phải. Trượng phu là khi nào cái tâm của chúng ta biết cảm thông, biết chia sẻ, biết tha thứ, thì tâm đó là tâm trượng phu, dù mình là một người nữ yếu ớt. Nhưng mà ngược lại, một người nhìn rất trượng phu nhưng mà bản tánh không có trượng phu thì cái đó chưa phải là trọn vẹn của trượng phu. Ngoài cái tướng trượng phu, nó phải có cái gì nữa? Cái tánh trượng phu nữa thì mới gọi là trọn vẹn. Chứ nhiều khi mình có cái tánh, nhưng mà nói vậy là không phải là mấy cô lúc nào cũng phải trung tay gằn gằn đồ lên cho nó giống trượng phu. Cái quan trọng là cái tâm của mình. Đâu, nhiều khi trong cuộc sống chỉ cần một chút cảm thông thôi, mình làm cho người khác nhẹ nhàng mà thoải mái vô cùng. Cảm thông để làm gì?
biết để cảm thông. Mình biết để mình cảm thông. Cho nên thường chữ nho ta gọi là trí giả, tri giả. Trí giả là người trí, tri giả là đã biết. Người đã người có trí là sẽ biết. Mà nhờ biết như vậy làm cho cái trí mình mỗi ngày nó linh động. Và quý vị gần gũi cái người mà dễ cảm thông, dễ chịu không? Thoải mái lắm. Tại vì mình biết những cái, nhiều khi một cái việc mình biết cái đó là lỗi của mình. Một là mình vô ý, gọi là sơ ý vô tình mình làm. Nhưng mà nếu chỉ cần người đó cho mình một chút cảm thông thôi, mình nhẹ nhàng vô cùng. Đó, cho nên cái người mà cảm thông cho mình nhất là ai? Là vợ chồng. Giữa vợ chồng, giữa con cái với nhau, hàng ngày sống nên cảm thông với nhau. Có nhiều khi á, mình có một đứa con nó chậm lụt, nó cũng đâu có muốn, nhưng mà giờ nó muốn nhanh cũng không được nữa. Tại vì nhiều khi cái hoàn cảnh, cái cuộc sống hồi nhỏ mình sống trong cái hoàn cảnh đói, cho nên đói là mình phải bươn chải để mình kiếm ăn. Mà nhờ đó cho nên cái tâm, cái tánh của mình nó linh động, nó mau mắn. Con nít ở đây á, nó chưa bao giờ biết đói là gì, mở mắt ra là thấy ăn. Mà thậm chí nhiều khi nó chưa đói thì mình đã ép nó ăn rồi. Cho nên nó không sống trong cái hoàn cảnh khổ. Cho nên rồi nhiều lúc đó mình buông nó ra, cái nó giống như trái banh buông vậy. Lật đâu, hất đâu nằm đó, lật đâu nằm đó. Còn hồi nhỏ mình là trái banh tròn, đá nó còn dạo được mấy dạo. Ví dụ như mình ngồi bàn khách 10 người, thế mình nói con, sao dọn cơm không có muỗng? Là mình hiểu ý là đếm coi bao nhiêu người đi vô lấy 10 cái muỗng. Còn bây giờ con mình nói vậy vô lấy một cây. Nó mặc đồ dơ nó không giặt. Mình kêu nó giặt, nó đem vô nó bỏ giặt, nó không sấy. Mình nhắc nó sấy, nó sấy xong nó không lấy vô. Mình kêu nó lấy vô nó không xếp. Vì nó bánh lật mà. Nói là quý vị thấy cái bánh vuông không? Lật hết đâu lật đó. Rồi bây giờ mình ngồi mình kiểm lại. Chưa bao giờ nó có phải đối diện với một cái cảnh khổ. Nhiều khi nó chưa đói là mình đã ép. Và cuộc sống ngày xưa của mình ở một cái hoàn cảnh quá khổ. Vì khổ như vậy cho nên tự động nó làm cho con người biết bươn chải, biết vươn lên. Còn con mình bây giờ ở đây không hề biết gì. Thậm chí có những đứa học xong đại học mà không nợ một đồng nào. Vì cha mẹ lo hết rồi. Cha mẹ để dành tiền cho nó, mua cái đóng tiền vô cái ngân quỹ mà trả tiền đại học. Và khi mà nó lớn lên là nó vô đại học là rút cái tiền nó ra hàng tháng. Rồi nó học xong tới ngày bãi đậu xe đi học cũng không trả. Ăn uống nhà cửa cho mẹ lo, tiền học có cha mẹ lo. Cho nên rồi nó không biết gì hết. Rồi bây giờ mình ngồi đó mình trách nó được sao? Thôi rồi cuối cùng phải làm cái gì? Biết nó vậy rồi, thôi cảm thông. Rồi ngược lại, cha mẹ qua tới nước này thì cha mẹ cũng phải cảm thông, biết cái hoàn cảnh của con mình nó sống. Và ở đây nó đi làm cực khổ, rồi nó về nó còn lo con, gia đình nó đâu có thời giờ mà nó giống như ngày xưa ở Việt Nam mình đối xử với ông bà của mình. Cho nên nhờ mình biết cái đời sống khó khăn của con cái thì tự nhiên mình cảm thông. Rồi người Việt Nam ngày xưa chưa có qua đây được du lịch, chưa có biết mình sống làm sao. Cũng có biết nhưng biết mình sống rất sang, rất giàu. Cho nên bên đó cũng sẽ viết thơ đều đều hỏi thăm mình. Nhưng mà sau này có dịp qua du lịch rồi, hôm qua vừa rồi đi qua bên Thụy Điển thì có một cô nói em con hồi đó nó bên thầy nó qua thăm con mà nó khóc sướt vì nó thấy con quá cực, quá sống bên này mà muốn kiếm cuộc sống quá cực mà nó thấy thương. Thì Phong Hoàng nói thôi bữa nay cô chụp mấy tấm hình đi để cho cô bên đó cô biết là cô bữa nay ổn rồi. Thấy không? Thì thưa lại chúng, cái biết là vậy đó. Nhưng mà thường thường đó, chúng ta giữ cái biết đó để làm gì? Để chắc, nhà Phật gọi là gì? Cái sở tri chướng. Sở tri là cái chỗ biết của mình, chướng là chướng ngại. Thường thường chúng ta biết để chúng ta cảm thông, biết để tha thứ, biết để chấp nhận. Nhưng mà nếu chúng ta không khéo tu tập thì tất cả những gì chúng ta biết từ cái học, cái hành của chúng ta rồi, những gì chúng ta thu gom lại lâu ngày nó trở thành ra một cái biết, mà thành ra sở tri. Sở tri là gì? Là cái biết của mình.
Mà nó thêm chữ chướng nữa là gì? Sở triêu chướng. Mà nó cũng là một trong tam chướng mà quý vị thường tụng đó. Nguyện tiêu tam chướng. Trong đó có phiền não, có nghiệp, có sở tri. Vì mình có cái sở tri chướng, cho nên rồi cũng không thấp nhận ai, không tha thứ ai, không cảm thông ai. Mà người càng sống với tri sở tri chướng của mình thì người càng bị cô đơn, vì không có ai dám tới gần mình. Và thậm chí không ai dám nhắc nhở gì mình nữa, vì người ta nghĩ rằng mình lúc nào cũng khoe là mình biết. Trời, nguy hiểm. Một trong tám nạn mà quý vị thường tụng bát nạn tam đồ đó, trong vuông sáng nào quý vị cũng nghe đó. Và bát nạn là gì? Trong đó có một cái nạn gọi là thế trí biện thông. Thế trí biện thông là những cái trí tuệ ở ngoài đời của mình thông suốt lanh lợi quá, cho nên rồi mình đem nguyên cục đó mình vô chùa mình tu. Mà những có những cái không phải khoa học mới nói được, phải không? Mà chỉ có Phật học mới nói được chỗ đó. Phật là ví dụ. Ví dụ như mình thế trí biện thông quá, cho mình gặp một cái người đó xuất gia, mình không phục. Mình nói tôi học cao hơn ông đó, ông đó làm sao học bằng tôi mà biểu tôi gọi bằng thầy. Mà chúng ta quên rằng cái chữ thầy mà chúng ta gọi là không phải thầy gì, bởi vì ổng đang là thầy tu thì mình gọi ổng là thầy tu thôi, chứ mình có gọi thầy gì đâu. Cũng giống như mình đi vô văn phòng bác sĩ thì mình gặp ông bác sĩ thì mình gọi là chào bác sĩ, chứ mình có ý nghĩa là mình nịnh bợ hay mình tân tân bốc gì ổng đâu. Thậm chí là mình gặp ông nha sĩ mình chào nha sĩ, gặp ca sĩ chào ca sĩ, gặp nhạc sĩ chào nhạc sĩ. Thì bây giờ gặp tu sĩ mà ổng là ông thầy của trong chùa, là thầy chùa đó thì mình kêu dạ chào thầy, mà tại mình không kêu thêm chữ chùa đó thôi chứ nếu đúng ra ổng là thầy tu thì mình gọi là thầy tu, chứ mình cũng đâu thể gọi được à chào thù tây thầy tu không được, gọi thù tây. Hiểu như vậy thì nếu mình gặp một cái thế trí đó, thế trí biện thông đó, nó cản ngại nó không. Mà quý vị nhớ là mình kính người, mình sanh phước chứ đâu có giảm đâu. Dù cho người đó có dở cỡ nào, có tệ cỡ nào, mà chỉ cần chúng ta gặp họ, chúng ta một lòng cung kính thôi. Người đó có tu sao mình, tu muộn mình, dở mình bất cứ, nhưng mà trên đời này cái phước cái đức từ đâu ra? Từ cái sự khiêm cung kính, cung kính của mình. Nó vậy thôi. Cho nên đó, quý vị thấy tại sao ở ngoài đời mình cái cục đá nó nằm ngoài sân, rồi bưng cục đá nó vô trong cái tiệm mình ta đục đá ta làm tượng, làm hồi ra ông Phật cái để lại muốn chết luôn. Mà trước kia cũng cục đá mà ra ông Phật. Cho nên Pháp Hòa nhớ ngày ông vua tên là ông vua nhà Đường, ông là Huyền Tôn, ông gặp ngài Huyền Trang. Quý vị biết ngài Huyền Trang, Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang. Ông đặt câu hỏi với ngài Huyền Trang: trẫm là một vị vua, mà bây giờ trẫm đi cúng dường cho chư tăng, lỡ trẫm cúng nhầm ông tăng không tu sao? Thì ngài Huyền Trang nói: bẩm bệ hạ, tượng Phật lấy từ một cái khúc gỗ ở trong rừng mà ra, đẽo xong để bàn mình cũng lại. Cục đá chìm dưới nước bùn lắm nhiều năm, kéo lên đục thành tượng Phật mình cũng lại. Có những cái nó ở dưới bùn kéo lên rồi chùi rửa mình cũng lại. Vậy thì bây giờ mình lại được cục đá là ở dưới bùn, một con người mang y của Phật, mình chấp tay xá cũng đâu có là gì. Tuy rằng mình cúng ông thầy đó, mình nói rằng á, ông thầy đó không có tu đâu mà tôi cúng, phải không? Đừng có nói vậy. Cứ hễ mình phát tâm mình cúng là mình có phước rồi, vì cái đó từ cái tâm của mình. Còn ổng tu không ổng biết, mình làm sao đủ đạo lực để mình thẩm định ai tu ai không. Mà bây giờ thí dụ người đó không tu mà nhờ mình phát tâm mình cúng, biết đâu chừng nhờ vậy người đó sanh tâm hổ thẹn tàm quý, người ta lo tu. Cũng giống như có nhiều người ta dở,
mà mình cứ giả vờ, mình cứ khen những cái hay của họ để cô họ cho cố gắng và làm hay hơn. Cũng giống như là những đứa nhỏ vậy, nó lười ăn cơm nhưng mình khen nó dữ lắm, con là giỏi nhất, con là cục cưng của mẹ, con hết mũ này là con là số 1. Nghe vậy mà không ham miệng nó ăn, mà giờ vậy nó ăn hết chén cơm. Cho nên những đứa con của mình á, mình chê nó riết, nó sẽ trở thành một đứa nhỏ không tiến tới, vì nó cảm thấy rằng nó không có gì trong ánh mắt của mẹ nó hết, của ba nó hết. Chứ một con người á, mình cảm thông cái dở của họ, mà đôi lúc cảm thông vậy rồi biết cái dở của họ, mình tìm cách mình nâng đỡ. Phong là ví dụ mình à, quý vị biết là nhiều khi ca sĩ hai người hát chung với nhau, mà có cái người kia, cái ca sĩ nọ hát chưa đạt, cho nên lúc mà họ tới cái chỗ đó thì người ca sĩ này hát kèm vô thêm để cho hai người cùng lướt qua cái đoạn đó mà khán giả không hề hay biết. Đó là hỗ trợ cho nhau, vì họ biết cái chỗ đó nó rất là cao mà ca sĩ này hát không tới, thì mình chen vô để làm cho cái đó nó cao lên. Cho trong cuộc sống của mình cũng vậy, có nhiều khi mình biết cái người đó dở đó, mình có mặt khỏa lắm, mình có mặt để mà cho người ta trợ duyên cho cái làm cái người đó họ có cái hay lên. Chứ trong cuộc sống của mình thường là như vậy. Cũng giống như quý vị, ví dụ con mình nấu ăn xong rồi, chỉ cần mà mình có mặt đó, rồi mình thêm thắt một hai món gì của mình, là tự nhiên bữa ăn nó có khác. Vì cái người đó họ làm chưa có trọn, mà có mặt mình đến đó mình thêm vô làm cho nó trọn. Cho nên cái sự cảm thông nhờ cái gì? Nhờ cái biết. Nhiều khi chúng ta biết để làm gì? Biết cái chỗ yếu của người đó để chúng ta cảm thông, biết được cái chỗ dở của người đó để chúng ta cảm thông. Như vậy mới gọi là thiện tri thức. Thiện tri thức là cái người mà hiểu biết gì mình, hiểu mình và giúp đỡ trợ giúp cho mình. Có một hôm nọ thì bà mẹ đi làm về, tới giờ nấu ăn, thì bữa đó bà nấu món cà ri bánh mì. Bà nấu ra xong rồi bà nướng bánh mì sao nó khét nghẹt, mà bà cũng không để ý, nó mệt quá rồi cứ bưng bánh mì ra. Thì ông chồng cũng ngồi ăn ngon, con nó mới nói ba, mẹ nướng bánh mì khét hết trơn mà sao ba cũng ăn. Thì ông mới nói con à, mẹ đi làm về mệt lắm, chịu khó nấu cho cha con mình bữa cơm đó là được rồi. Cái miếng bánh mì khét này so với cái cực của mẹ con nó không là gì hết đó. Mà mình cũng không phải chết vì cái miếng bánh mì khét này, cho nên mình cứ ăn được cái đoạn nào mình ăn. Đó là gì? Đó là cảm thông. Nhiều khi trong cuộc sống đi làm về, mình phải nhìn cái người đó để mình cảm thông. Có nhiều khi người ta lái xe nguyên ngày đường mệt muốn chết, thấy không? Rồi mình còn biểu người ta phải làm này làm kia, tội người ta. Thậm chí nhiều khi người ta đã cực khổ nấu ăn rồi, tự nhiên mình ra mình phát câu, mình nói không, tôi muốn ăn mấy món này, tôi muốn món khác. Nhiều khi mình là khách, người ta phải chiều, thấy không? Nhưng mà sau đó rồi thì người ta, đôi khi người ta làm mà không thoải mái với mình. Cho nên trong cuộc sống tu theo Phật là chúng ta phải vận dụng cái chữ biết của mình trong mọi hoàn cảnh. Có nhiều khi mình biết nó hay lắm, mình biết để mình ứng, thích ứng, mình hội nhập được vào với mọi thứ một cách nhẹ nhàng. Quý vị hiểu được cái chỗ đó. Vậy thì cái đầu tiên Phật dạy là gì? Biết để thông cảm. Có ông đó, ông vô vợ ông nấu ăn mà ông cứ đứng, em bỏ miếng đường của em, bỏ miếng muối của em. Cái ông cũng bảo nói, bực bội quá à, em biết nấu ăn mà anh ra ngoài anh đứng đi. Cái ông cười, ông nói anh đâu có nói em không biết nấu ăn, nhưng mà anh nói vậy để em cảm thông. Mỗi lần anh lên xe em cứ cằn nhằn hoài để cho em cảm thông là ai nấu ăn anh vô anh cứ xú xì hoài hết thì em không thoải mái, thì bây giờ em phải cảm thông cho anh là anh là người lái mà em cứ ngồi em lái nhảy hoài làm sao anh chịu nổi. Cho nên mình biết vậy đó. Là quý vị biết không, nhiều khi mình sống ở cuộc đời này, đôi lý lúc đó mình cũng phải biết cổ biết kim, phải không? Hồi xưa trong sách Nho có câu tri kim nhi bất tri cổ, vị tri manh cổ. Tri cổ nhi bất tri kim, vị chi lục trọng.
sách Nho để câu đó. Nghĩa là sao? Tri kim, tức là biết bây giờ mà không biết cái cũ, là tri kim nhi bất tri cổ, vị tri manh cổ, nghĩa là mình mù mờ về cái cổ. Tri kim nhi bất tri cổ, vị tri manh cổ, manh cổ, manh là mù á. Nhất manh vẫn quần manh, mọi người mù vẫn nguyên đàn mù đó. Tri kim nhi bất tri cổ, vị tri manh cổ. Nhưng mà nếu ngược lại, tri cổ nhi bất tri kim, vị tri lục trần. Nếu mình chỉ biết cái cổ mà không biết cái hiện tại thì mình chẳng khác nào người chết chìm trên biển, trên đất. Trên đất thì sao chìm được, nhưng mà sống ở mặt đất mà không biết chuyện mặt đất thì có phải là chết chìm trên mặt đất không? Mà người sống chỉ biết cái hiện tại mà không hiểu được cái cổ thì đôi khi cái cổ mình mù mờ. Có một ví dụ như là mình sống ở nước Đức, nước Mỹ, tất cả các cái nước bây giờ, mà mình chỉ biết những cái hiện đại bây giờ thôi, mà mình hoàn toàn không biết gì những cái tập tục của ông bà mình của ngày xưa, không biết những cái tập quán, những cái phong tục hay, thì khi mình đụng chuyện không biết gì hết. Mặc dù mình không làm nhưng mà phải biết. Phó bà, ví dụ như giờ ở đây ai cúng tại bộ Tam Sơn, quý vị biết bộ Tam Sơn ở Việt Nam hay cúng cái trứng gà, một con tôm luộc với cái gì miếng ba rọi, cái đó gọi Tam Sơn đó, đúng ra là gọi Tam Sanh, bởi vì người ta lấy ba cái món vật mà biểu tượng cho ba nơi. Con tôm á là loài dưới nước, trứng gà là loài bay trên trời, miếng thịt heo là loài đi trên mặt đất. Bởi vì cuộc sống của chúng ta là một là bay, hai là chạy, ba là lội, cúng vậy để mà gọi là mượn cái bộ Tam Sanh. Tam Sanh tức là ba chỗ mà người ta sống để mà cầu an cho mình. Mặc dù cái đó nó không có diễn dáng gì tới đạo Phật. Đạo Phật không có chuyện cúng Tam Sơn, Tam Sanh gì cả, mà người đời người ta cúng. Nhưng mà ngày xưa gọi vậy, gọi Tam Sanh thì mình gọi là Tam Sơn. Cũng giống như bây giờ mình qua nước ngoài rồi, làm gì có cái chuyện mà chết rồi chôn đi mở cửa mã. Mã ở đâu mà mở? Mà bây giờ thí dụ mình thực hiện được cái lễ mở cửa mã đi, cũng đâu có đủ đồ nghề. Tại vì đi mở cửa mã là phải có 5 cái ống tre, trong đó phải đựng 5 thứ: đậu và nước. Đồng thời phải có một cây tre, một cái cây thang. Đàn ông thì 7 nấc, đàn bà thì 9 nấc. Rồi dựng lên đó, rồi kiếm thêm cây mía lao, cột thêm con gà để cây mía. Rồi bây giờ mình làm, nhưng mà mình biết mình làm gì hết á, không biết lý do. Thì bây giờ cái chuyện cổ ông bà mình giải thích: cây mía lao là tượng trưng cho tình, là cái sự công lao cực nhọc của cha mẹ nuôi mình cực khổ, ốm o như cây mía lao. Rồi mới cổ con gà vô đó để nói lên rằng con mà mất mẹ giống như gà lạc đàn. Cổ con gà vô cây mía, kéo đi vòng vòng để nó kêu lên cái tiếng thảm, để nói lên rằng mình mất cha mẹ mình cũng buồn thảm như vậy. Rồi năm thứ đậu là tượng trưng cho cái gì mà nó thả xuống đất mà nó xanh xôi nảy nở lên. Thật sự ra những cái đó chỉ là một biểu tượng, nhưng nếu chúng ta có biết, làm cũng hiểu nghĩa, mà không làm cũng không có lỗi, không có gì gọi là thiếu sót. Hoặc là ở bên Việt Nam, người ta để khăn tang, cháu nội chấm xanh, cháu ngoại chấm đỏ, cháu cố chấm vàng, con gái đội cái mũ sụp xuống, con dâu cũng đội cái mũ mà lật lên. Lật lên là bởi vì người con dâu tự hào là mình làm dâu mà phụng dưỡng được cha mẹ chồng, cho nên tự hào lật cái bẻ cái biếng nó lên. Con gái cha mẹ ruột chết về để tang phải phủ xuống, vì làm con mà không phụng dưỡng được cha mẹ, cha mẹ chết rồi mình mới về mình thọ tang, mình vì mắc cỡ che cái mặt lại. Mình hiểu được như vậy, tuy rằng nó chỉ là một phong tục, nhưng mình hiểu được như vậy mà khi người ta làm hay người ta bày, mình hiểu nó tới chừng mức mà không làm quá đáng.
mà mình hiểu được cái tập tục thì mình không làm quá đáng. Thì ai có bài quá đáng mình không làm. Ví dụ như ở đây làm gì có chuyện đi qua cầu, đi qua đò mà phải cúng gì, cúng hà bá, gọi là cáo đạo lộ. Trước khi đi chôn là phải đem cái mâm ra rồi trình, để gọi là trình sắp sửa để mà đưa cái quan tài đi chôn. Mấy cái đó là một cái khổ. Nhưng nếu mình không biết thì con cháu nó hỏi mình mù mờ. Thôi bây giờ mình nói gần một chút nè. Gần thôi. Trong gia đình của mình, nhà nào ít nhất cũng có bàn thờ Phật, để dĩa trái cây bình bông lên cúng. Mà hãy mà con cháu nó hỏi má tại sao cúng trái cây, cúng bông, không biết. Mình không biết thì không giải thích được. Thì như vậy rồi bây giờ mình chỉ biết cái hiện tại nè. Thôi má chỉ đem lên cúng cho nó ăn bánh mì bơ được rồi con. Cái đó gọi là tri kim, nhi bất tri khổ, vị tri minh khổ. Mình biết cái hiện tại mà không biết cái cũ của ngày xưa, gọi là mình mù mờ về cái cũ. Rồi bây giờ nếu mà người mà chỉ biết sống mà chỉ biết cũ thôi mà không biết hiện đại. Ví dụ như là bây giờ xã hội bây giờ người ta là không có được gọi là gì, đi xe là phải cài dây beo, dây đinh, không thì bị phạt. Mình cãi mình nói không, hồi tao đi ngựa ai kè béo gì đâu. Ví dụ vậy. Mình không biết, mình ngày ở Việt Nam mình đi xe lôi, xe đạp gì đó tao không có cài beo. Rồi giờ cứ chấp vô cái cũ đó, rồi qua đây sống cũng không thích ứng được với cái hiện đại. Cái đó gọi là tri cổ, nhi bất, tri kim. Mà người không biết cổ mà không biết kim, không biết kim thì sống ở mặt đất này nhưng mà ai cũng thấy mình lạ lạ, kỳ kỳ. Ví dụ vậy. Bây giờ mình cũng sống phải biết chứ. Không lẽ bây giờ thường mình mặc là mình phải sống theo thời trang. Thời trang là gì? Là trang sức theo thời đại. Cái chữ thời trang là vậy. Mình biết ăn mặc theo mọi thời đại. Thể mùa hè thì mặc cái gì, mùa đông mặc cái gì, mùa thu mặc cái gì. Cho nên mấy cái tiệm bán quần áo đây bán theo mùa. Mùa đông bán theo mùa đông, mùa hè bán theo mùa hè. Còn mình trời nóng muốn chết cũng mang đôi giày bút lên tới đầu gối. Quấn theo cái khăn tròn đậu thì có nóng lên, nói chi cho nó sang. Nhìn nó không sang mà ta thấy hình như hơi mình hơi nóng nóng. Cái đó gọi là tri cổ, nhi bớt tri kim, vị tri lục trần. Chữ lục là trên mặt đất. Thì ở đây Phật dạy mình đó, qua một bài kinh là mình biết để cảm thông. Cái thứ hai là gì? Mình biết để chúng ta thương xót. Như nãy Pháp Hòa nói, thay vì chúng ta biết chúng ta trách, bây giờ chúng ta hiểu để chúng ta thương. Có một vị sư cô đi đến một cái làng đó, mỗi năm cho mấy trăm ký nếp, mấy trăm ký đậu, bắt dân làng nó phải gói bánh tét ăn Tết. Thì cái ông mà chủ, ông nhận đó, ông mới nói dạ thôi sư cô, tụi con nè, nấu sôi ăn được rồi. Cổ nhất định cổ la, quý vị tôi đã chịu khó, tôi mang nếp mang đậu tới đây rồi, mà quý vị và tôi chỉ muốn quý vị gói một đồng bánh tét ăn cho nó có cái mùi, cái vẻ Tết nhất với người ta. Còn nấu sôi gì, nấu sôi đậu thì lúc nào nấu cũng được. Cổ buồn cổ la hồi. Cái thì cái ông buộc lòng, cái ông nói dạ thưa sư cô, nguyên cái làng con toàn là người cùi không à, đâu có ai có tay chân gì đâu nữa. Thì cổ nghe như vậy rồi thì tự nhiên cái lòng cổ trùng xuống. Cổ thấy nãy giờ mình quá đáng, mình không biết được lý do rồi mình trách móc. Nhưng mình khi hiểu được rồi thì sao? Mình thương. Mình hiểu rồi mình thương. Cũng giống như con mình nó hẹn 12 giờ tới chở má đi bác sĩ hay đi chợ, mình chờ tới 1 giờ mặc áo đứng chờ mà nó cũng không phone gì hết. Cuối cùng nhiều khi nó vừa xuất hiện mình tạt cho nó một câu, tới khi mình nói xong rồi nó mới nói dạ tại con bị xe tông. Thí dụ vậy, hay là con có một cái vấn đề gì, tự nhiên lúc đó bao nhiêu cái hiểu lầm, cái trách móc của mình, nó tan biến hết. Và bây giờ tự bao nhiêu cái tình thương của mình nó trổ ra. Vậy thì trong cuộc sống chúng ta biết để cảm thông, và đồng thời cái thứ hai là biết để làm gì? Biết để thương xót. Và trong cuộc sống chúng ta rất nhiều người, chúng ta cần phải hiểu họ mới thương được họ. Có nhiều người quý vị nhìn thấy ghét lắm, cái cách của họ sống rất là thấy ghét. Vì chúng ta không biết được cái bề, cái mặt sau trong cuộc sống của họ. Vì chúng ta thí dụ này, bây giờ họ đi mua hàng mình họ làm, họ đâu bao giờ họ kể cho mình nghe chuyện quá khứ của họ, chuyện đau khổ của họ.
rồi cái hành xử của họ làm cho mình không có thoải mái, mình rất là bực cái người đó, thậm chí mình còn tìm mọi cách làm cho người chủ đưa cái người này ra khỏi hãng. Nhưng mà khi mà họ mất việc rồi thì chừng đó mình có một ngày nọ mình đến, mình đi đường mình gặp họ, mình mới biết là cái hoàn cảnh họ quá bi đát, quá khổ đau. Thì đôi khi lúc đó chúng ta cũng muốn hối hận để giúp họ lại, đôi lúc cũng trễ rồi. Và trong cuộc sống này nó rất nhiều lần chúng ta vấp phải như vậy. Và chúng ta đã từng xem những cái phim ảnh, từng đọc những câu chuyện mà nó đã đi đến cái kết cục như vậy. Cho nên nhiều khi á, quý vị biết á, có những người người ta có những cái hoàn cảnh đáng thương, nhưng mà tại vì người ta không có pháp môn tu tập, vì mình gặp cái khổ này rồi thì mình phải làm sao để mình chuyển hóa. Nhưng mà có nhiều người bị cái khổ đó họ làm cho bản thân họ sống dở. Có nhiều người họ sống vậy rồi họ bất cần đời nữa, bắt đầu họ sống rất là tệ, họ ăn nói, họ sống họ rất là dở, càng làm cho người thân họ xa lánh họ. Nhưng mà họ chấp nhận, họ nghĩ rằng cuộc đời này không còn gì nghĩa lý với họ nữa, cho nên họ buông trôi cuộc đời. Và thế gian người đời càng như vậy với họ thì họ lại càng sống dở hơn nữa, bởi vì họ nghĩ rằng không một người nào cảm thông nâng đỡ họ. Cho nên chính vì vậy mà tại sao đạo Phật được mệnh danh là đạo từ bi, là bởi vì cái từ bi là chúng ta quán triệt, chúng ta mở lòng, chúng ta nhìn được cái hoàn cảnh của người đó để chúng ta thông cảm, để chúng ta thông cảm, để chúng ta có thể thương họ. Mà trong cuộc đời này quý vị để ý coi, ai mà không muốn làm cho người khác thương? Ngồi đây không người nào mà muốn làm cho người khác ghét cả. Nhưng mà đôi lúc chúng ta thiếu chánh niệm, chúng ta mất hướng đi, chúng ta không có phương pháp, cho nên chúng ta sống như vậy đó. Và thậm chí con của mình nhiều lúc đó, nó về nó nói cho mình nghe một sự thật về cuộc đời đó. Mình nghe xong mình thất vọng, mình chửi bới, mình la rầy, nhà tao không có những đứa con giống mày, mày đi đi, tao không muốn nghe, tao không muốn thấy. Thì chính những câu nói đó, xã hội không chấp nhận được nó, cha mẹ cũng không chấp được nó, thì cuối cùng nó đi đâu? Nó đi vào những cái chỗ nào mà cánh cửa bóng tối người ta tiếp được nó, ánh sáng không tiếp được nó. Có phải là mình đã làm cho một người từ tối đi vào tối, hoặc ngược lại từ sáng đi vào tối? Pháp Hòa từng gặp những gia đình đó, con cái nó học nửa chừng nó học không nổi, thì mới đem lên giống như họ hy vọng rằng Pháp Hòa khuyên em nó trở lại đi học, thì Pháp Hòa nói chuyện riêng với em. Thì cuối cùng Pháp Hòa phải trở ra, Pháp Hòa phải nói với ba mẹ, nó rất thành thật, nó nói cho mình biết một sự thật là nó không thể học nổi cái mà mình muốn. Đa số cha mẹ mình là muốn con cái một là bác sĩ, hai là dược sĩ, phải cái gì sĩ đó, không? Nhưng mà hễ mà nó nói con làm tu sĩ, mày làm tu sĩ tao chết rồi, phải cái gì sĩ kìa. Thì cuối cùng nó không làm được một cái sĩ nào mình muốn, thì bắt đầu mình buồn khổ, mình mất mặt. Đôi khi mình đưa con mình tới cái chỗ quyên sinh chết, là vì nó không thể nào nó đáp ứng được những gì cho cha mẹ, và nó thấy rằng nó sống vô nghĩa quá. Cho nên cái thứ hai là chúng ta cần phải có là biết để cảm thông, biết để thương xót. Đây là Phật dạy trong kinh nha. Phật dạy này các vị, trên đời có những cái biết, biết để làm gì, biết để cảm thông, biết để thương xót. Bây giờ cái thứ ba Phật dạy đây, biết để hoàn hỷ. Thay vì mình gánh, thay vì mình tỉ hiềm, thì mình khởi tâm hoan hỷ. Ví dụ bây giờ quý vị nhìn tất cả cộng đồng, những người gia đình người Việt mình qua đây, hồi mình mới qua đây người nào cũng khổ giống nhau, tiếng Anh, tiếng tâm không biết, việc làm bấp bênh, đủ thứ lo hết. Mà ngày nay nhà nào cũng ổn định, mặc dù không giàu có như ai, nhưng mình không đến nỗi thua xúc, hay là mình không đến nỗi nghèo đói. Mình nhìn mọi người hoan hỷ, tôi biết mọi người bây giờ ai cũng ổn định, tôi vui. Thậm chí một người bạn mình hồi xưa nghèo, bữa nay có cơ hội vươn lên, mừng cho họ. Khó lắm, tại vì cái bản chất của chúng sanh phàm phu là thường là biết là gặp,
biết là hay nói móc, thậm chí mình tự nhận mình thua xúc, cái bắt đầu mình tự mình lùi mình. Cái đó Phật gọi là gì? Ti liệt mạng. Một cái loại mạng. Nhưng mà hễ mà mình nghĩ mình hơn người ta, cái đó gọi là ngạo mạng. Nhưng mà hễ mình nghĩ mình thua người ta, nhưng mà cái thua đó mình không phải thua bằng cái phục, mà thua bằng cái tâm ganh, thua bằng cái những cái lời nói móc méo của mình, thì cái đó Phật gọi là ti liệt mạng. Ti liệt tức là mình cũng một dạng ngạo mạn đó, một dạng cao ngạo đó, nhưng mà không chấp nhận thua người ta. Rồi thôi tôi giờ mà tép đâu dám chơi với tôm. Ví dụ mình nói những câu vậy đó, mình làm cho người ta rất là khó chịu. Nhiều khi người ta rất có tâm muốn mời mình tới nhà chơi, nên thôi bữa nay tôi bây giờ là tép rồi, đâu dám tới nhà rồng nhà tôm. Tức là mình nói vậy đó. Rồi gặp con người ta mình nói cha công tử lúc này làm gì. Thật sự nhiều khi trong tâm mình không có xấu, nhưng mà ít nhiều gì nó khởi, mình có nghĩ mình mới có nói. Cho nên trong cuộc sống mình có lúc mình nói chơi, nhưng mình phải biết lúc nào nói. Vì mình không biết lúc nào nói thì cái nói đó mình thành thật, mình nói chơi, nhưng mà người ta lại hiểu thành câu nói gì, câu nói móc, câu nói thật. Nó khổ vậy đó, phải không? Cho nên trong cuộc sống quý vị thấy dễ khó? Khó lắm. Khó mà dễ, dễ mà khó. Cái khó là bởi vì chúng ta, cái dễ là khi nào chúng ta có chữ biết rồi thì chúng ta sống có phần dễ chút. Thậm chí trong người, trong gia đình mình á, biết tánh người sao dễ tới gần lắm. Đã, quý vị đi chùa với nhau rồi, biết tánh mọi người quý vị dễ nói chuyện lắm, tại vì mỗi người có một tật, phải không? Cho nên rốt cuộc mình niệm sao A-di-đà-phật thôi, mỗi người mỗi tật. A-di-đà-phật mỗi người mỗi tật, thì mình hiểu cái tật của mỗi người rồi thì mình cảm thông nó dễ. Biết để cảm thông, biết để thương xót, biết để hoan hỷ vui vẻ. Rồi cái cuối cùng là gì? Biết để thản nhiên. Thản nhiên là gì? Không phải thờ ơ nha. Ôi kệ, nó chết, tôi đủ no được rồi. Không phải vậy. Thản nhiên đây là khi tâm mình vững, tâm mình thấy được tất cả mọi hiện tượng của các pháp. Có nhiều khi người ta gửi cho bạn cái mail, mà Pháp Hoàng chưa kịp trả lời cái mail đó, hoặc là mình trả lời mình nói dạ để bữa nào Pháp Hoàng sẽ làm việc đó cho chị, cho anh, cho cô chú, mà họ chờ thời gian không được, cái mail thứ ba là bắt đầu mắng rồi. Bây giờ tôi biết thầy rồi, người nói mà không bao giờ làm. Thì bây giờ nếu mà những quý vị nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nhận được những cái mail như vậy à, có chứ, có chứ. Và thậm chí thôi được rồi, bữa hôm tôi tâm sự với thầy mà thầy không thấy thầy trả lời, xem ra thầy bận lắm, thầy làm ơn thầy xóa cái thơ cũ giùm tôi đi, coi như tôi chưa bao giờ nói gì với thầy. Rồi không lẽ bây giờ mình cứ buồn vui khổ não bởi những như vậy? Vì mình biết một điều rằng mình cũng thông cảm thôi, bởi vì người ta gửi tới cho mình một lá thư thì người ta cũng trông chờ cái sự hồi đáp của mình. Vì do mình nhiều việc, mình sơ ý, mình không trả lời thì ta nói vậy cũng phải rồi, có gì trách. Thôi biết để thản nhiên. Rồi cuối cùng có thản nhiên không phải là thờ ơ. Có nhiều khi người ta nói nặng lắm, nhưng có mà suy nghĩ bây giờ có nên đính hay nên nói. Nếu mà nói bằng cái tâm sân, sẵn mới sẵn, thì cũng không đúng là cái cách của người tôi. Cho nên cuối cùng rồi phải dành 10 phần công lực. Dạ con xin lỗi bác, dạ mong bác cảm thông là tại vì con nói vậy nó chưa rõ, bây giờ phải nói lại cho bác rõ để bác đừng hiểu ý, hiểu lầm. Mà nếu bây giờ con giải thích rồi mà bác không chấp nhận nữa thì con cũng đành chịu, con biết sao nữa. Cho nên quý vị thấy trong cuộc sống không ai mà không có, nghĩa là cuộc sống này có khi dễ sống mà cũng khi khó sống. Dễ sống là vì con cá nó có nước nhiều, nó rộng rãi, nó bơi lội. Khó sống là vì lúc đó nó ở trong cái trạng thái nước ít. Nhưng mà nếu nó muốn sống thì nó làm sao? Nó phải lòn lách nó sống thôi. Cho nên cái mỏ mình mới để hình con cá đó. Tại sao trên cái mỏ để hình con cá mà không để hình con khác? Bởi vì muốn nhắc nhở mỗi hành giả của chúng ta, chúng ta phải tập sao? Uốn éo cái mình
Thể nước ít, nước nhiều, nước sâu, nước cạn. Thể mà rộng rãi thì mình tung tăng, chật hẹp thì mình sao? Gò gẫm mình lại như giờ như này. Nếu mình ở một cái hội trường rộng thì thênh thang một mình một ghế, cũng giống như mình đi máy bay thôi. Thể mà ba người ngồi đủ thì mình thu mình vừa đủ một cái ghế mình. Mà nếu chỉ hai người thì mình hơi rộng chút, còn ba mình, một mình mà ba ghế thì mình cứ nằm dài. Ai nói gì đâu. Quý vị hiểu được cái chỗ đó không? Mà hiểu được cái chỗ đó thì cái ý nghĩa mà chư tổ khắc con cá trên cái mỏ này không có vô dụng, mà luôn luôn nhắc nhở chúng ta sống theo cái hạnh của con cá, là chúng ta biết sao bơi lội rộng chật, nước ít nước nhiều, miễn sao con cá đó nó có một chút xíu rong rêu, nó sống qua ngày là được rồi. Chúng ta ăn ngày ba cử vẫn rên, cá ngày có chút rêu mà nó không rên. Còn mình ăn, nhiều khi mình ăn rất nhiều món mà mình cũng rên, rên không đủ. Và thậm chí mình cảm thấy cuộc đời mình sao rong rêu quá. Rồi mình còn phải, rồi có đôi lúc mình lại ước thà là rong rêu trôi đi lên biển. Thành thử ra mình á, chính con người mình, mình có nhiều những cái rắc rối, phải không? Mình có nhiều rắc rối. Cho nên Phật mới nói cõi này là cõi dễ tu, nhưng mà cũng lại là khó. Dễ tu là vì sao? Là bởi vì chúng ta có khổ lẫn có vui. Còn những cái cõi trời như là cõi Đông Thắng Thần Châu hay là Bắc Câu Lưu Châu, ở thiên hạ này có bốn châu, cõi của mình là Nam Thiện Bộ Châu, ba cõi kia là Tây Nam Bắc đó, thì Tây Ngu Hóa Châu hay là Đông Thắng Thần Châu, Bắc Vô Lô Châu sùng sướng sống lâu. Cho nên con người thường ít chịu tu. Còn cõi của mình nè, thấy không? Uống thuốc bổ nó dẫn bệnh, sức kem dưỡng da nó dẫn già, ăn rất nhiều đồ bổ mà nó dẫn đau mình, nó yếu. Nhờ vậy cho nên chúng ta tỉnh thức, chúng ta biết rằng cõi đời này không tồn tại, tất cả chúng ta chỉ tạm một thời gian thôi. Thôi thì bây giờ chúng ta nghiệm lại. Một là chúng ta biết để rồi trách, để rồi hờn, để rồi giận, để rồi xa cách, cũng khổ phải không? Bây giờ chúng ta biết để chúng ta tùy hỷ, vui vẻ, thông cảm, thương xót, tự nhiên thấy cuộc sống mình nó khác liền. Cho nên cái quan trọng là ở cái tu tập của chúng ta, vì chúng ta nhận ra được, chứ không phải là cái vấn đề ai ban phát mình được. Không thể nào quỳ trước bàn Phật, xin Phật cho con hạnh phúc. Phật sẽ cho, nhưng mà Phật cho phương pháp để hạnh phúc, chứ Phật không thể cho mình sự hạnh phúc. Hạnh phúc là do mình, mà với điều kiện mình phải tập cái đó. Đây, hôm nay Phật cho mình bài kinh này nè. Bài kinh này có cái tên là Cảm Thông. Và Phật dạy mình này, các thầy có bốn việc các thầy phải cần cảm thông để thực tập, để an vui. Mà Phật còn dạy kỹ trong kinh đó nha. Phật nói người mà đã với cái biết thông cảm rồi, người này đi tới phương 1, phương 2, phương 3, phương 4, đó là bốn phương đều trải cái lòng cảm thông của mình rộng như vậy đó. Chứ không phải đó là Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Bây giờ mình qua xứ nước ngoài, nó có cái rắc rối ở ngoài này, cảm thông. Mai mốt quý vị có dịp đi về Canada, nó cũng có cái rắc rối của Canada, quý vị cảm thông. Quý vị đi về xứ Pháp Hòa ở đó, còn quý vị đi thăm Pháp Hòa mùa hè mùa đông á, thì quý vị cũng cảm thông là gì ở đó trừ 30 độ. Mùa đông trừ 30 độ, một năm lạnh 6 tháng, phải không? Rồi nói, trời ơi, qua đó tôi chết là sao tôi chịu nổi. Vậy cho tôi sống tới giờ này. Tại nhiều khi mình cũng nói, à, người ta sống được tới giờ này thì không lẽ mình qua ngày mà hai ngày mình chết. Ở đâu nó sẽ có cách sống đó. Mà chỉ cần chúng ta hiểu như vậy, chúng ta đặt mình vào trong cái khuôn đó. Hôm nay mình không phải là con nước bơi, con cá bơi trong nước rộng nữa nha. Hôm nay mình là con cá bơi trong nước hẹp. Quý vị biết không, mùa đông mà những cái tảng băng nó đóng trên những cái bờ hồ, lái xe lên cũng được đó. Xe truck lái lên vẫn được, đó là quý vị đông biết là băng nó đóng cỡ nào. Vậy mà thầm lặng ở dưới đó, cá nó vẫn sống. Cho nên có những người, người ta đi câu cá bằng cách ta đục băng, đục cái tảng băng nó thả cần câu xuống. Và thỉnh thoảng có những trường hợp là băng nó sập, người đó chìm ở dưới đó chết luôn. Vì lạnh quá, rớt xuống đó rồi thì
không thể cứu được. Quý vị thấy vậy. Cho nên đó, mình sống ở quốc độ nào, chỉ cần chúng ta có cái biết cảm thông, thương xót, tùy hỷ trải ra bốn hướng, nghĩa là chúng ta đi bất cứ phương nào, bây giờ ngược lại trở về Việt Nam cũng phải vậy thôi. Mặc dù Việt Nam bây giờ đã thay đổi rất nhiều, nhưng mà cũng có những cái nó chưa đúng với cái ý mình muốn. Mà cho dù quý vị tới nước Mỹ đi nữa cũng không phải đúng như cái ý mình muốn. Tại vì có những cái nước Mỹ có, mà ở đây mới có. Tại đây ví dụ quý vị ăn cái món nào quen ở đây rồi, mà muốn thì nhớ sách theo, còn không thì mình sống sao, có gì ăn nấy, sống sao cũng được, thích ứng mọi hoàn cảnh. Vì chúng ta biết và cảm thông, cảm được điều đó để chúng ta thông. Và khi chúng ta một khi đã thông rồi, tất cả các phương chúng ta đều cảm hết. Rồi thì bây giờ qua nhắc lại bốn chữ nghe: biết để cảm thông, biết để thương xót, biết để tùy hỷ vui vẻ, và biết để thản nhiên. Chữ thản nhiên là không phải thờ ơ mặc kệ, mà chúng ta giữ được cái tâm mình bình thản trước mọi vấn đề. Cho nên Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư, Ngài mới nói với chúng ta rằng: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ hoa tươi tốt thu qua rụng rời, xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như giọt sương phơi đầu cành. Sương nó đọng trên ngọn cỏ, nắng lên thì nó tan, ngày mai sương nó đọng tiếp. Cuộc đời thịnh suy như vậy. Và Mãn Giác Thiền Sư cũng là một vị thiền sư đời nhà Lý của Việt Nam ta. Ngài nói như thế nào? Ngài dạy rằng: xuân đến trăm hoa rộ nở, xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa khai. Trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Việc đời nó cứ đi như vậy, và cùng lúc đó đầu mình cũng đã bạc, da mình cũng đã nhăn. Nhưng mà không vì vậy rồi chúng ta buồn khổ, chúng ta chán nản cho cuộc đời. Vì chúng ta hiểu một điều: đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mãi. Đừng bao giờ nói rằng hoa nó tàn, xuân nó tàn thì hoa sẽ rụng. Đừng có lo, hết cái chu kỳ mùa đông, mùa hè, mùa thu, bước qua mùa xuân thì hoa nó sẽ rộ lại. Quý vị thấy bây giờ là tháng 6, cây cối trời nóng vậy, mà qua tới tháng 11, 12 thì sao? Lá rụng, nhìn cành trơ trọi, đông giá. Nhưng mà mấy tháng sau mọi việc nó trở lại bình thường. Cho nên cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Chúng ta cảm thông cho người đó, con người có ai mà khổ như vậy hoài đâu. Vì sông có khúc, người có lúc. Mình cười người ta hôm nay, lỡ mai mốt ta cười mình sao? Chẳng ca dao Việt Nam thường dạy mình vậy đó. Cười cười người chớ vội cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười. Cho nên có được cái tâm cảm thông như vậy, để lỡ mình khi cuộc đời nó thăng nó trầm, không ai cười lại mình. Cho nên á, có một vị quan, ông làm quan, rồi người ta chúc mừng ông, đến khi ông bị mất chức người ta tới chia buồn. Ông mới trả lời câu: lúc làm quan tôi đâu lấy gì làm vinh, cho nên khi mất chức tôi cũng đâu lấy gì làm nhục. Khi tôi cho người mà sống với cái vinh thì mai mốt mới nhục, còn mình sống với cái bình thường thì không có gì cả. Cho nên ví dụ như á, may mắn mình làm giàu cũng đừng có vui vẻ tự hào với cái giàu đó, cứ bình thường cái tâm của mình. Đặc biệt là có tiền có giàu mà đến với tất cả mọi người kém mình chút, lân mẫn họ, thương họ, bình đẳng với họ, họ quý mình còn hơn. Vì cuộc đời này đâu có ai bảo đảm được ngày mai, phải không? Cho nên có một vị hòa thượng được các ông tổng thống tới tận chùa thăm, chụp hình xong bảo hòa thượng sao không rửa lớn lên treo trong chùa. Ông mới nói: cuộc đời này lên voi xuống chó, tôi chụp với ông tổng thống có lỡ ông thất chức rồi tổng đẻ tôi bưng hình ông xuống. Mà tôi là người tôi đâu thể làm vậy được. Ông nào đến đây thì mọi việc nó cũng bình thường thôi. Cho nên mình treo cái ông đó lên rồi mai mốt ông khác lên mình bưng xuống à, phải không? Cho nên cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta được cái may mắn
được cái phước chúng ta thăng thì chúng ta phải nhìn xuống, phải không? Để chúng ta lân mẫn với người cấp hơn mình. Lỡ mình giáng, quý vị nhớ lúc nào nó cũng có cái đối nha. Thăng thì giáng, phải không? Phù thì trầm. Phù là nổi, trầm là chìm, thăng là lên, giáng là xuống. Và cuộc đời lúc nào nó cũng có những cái đối như vậy. Giàu thì nghèo, phải không? À, cho nên khổ thì vui. Hôm nay mình cười người khổ, biết sao mai này mình khổ hơn người. Cho nên giữ được cái tâm đó là cái tâm của người tu. Mà tâm được như vậy là tâm của đạo Phật. Vì đạo Phật thích ứng được với mọi hoàn cảnh con người, thấu được cái lẽ khổ của con người, cho nên chúng ta luôn luôn đến với mọi người mà không khen chê ai hết. Người nào tốt, người nào khá giả, chúng ta khuyến khích họ làm thiện. Người nào nghèo khổ, chúng ta khuyến người giàu giúp người nghèo. Và không bao giờ để cho người nghèo sống mà bị tự ti mặc cảm. Bởi vì trong cuộc sống, đạo là con đường mà ai cũng có con đường để đi. Quý vị thấy Việt Nam không? Nghèo, tiếc là nghèo, cũng có con đường để đi. Con đường đất mặt đất, theo mặc dù bụi đỏ tùm lum, nhưng mà rốt cuộc cũng phải có con đường. Thôi thì hôm nay, trong cái buổi sáng này, Pháp Hòa xin thăm đại chúng qua một bài kinh của Phật dạy. Bài kinh này gọi là bài kinh cảm thông hay là thông cảm. Mong rằng qua bài kinh này, tất cả chúng ta sẽ nhận được một cái lời của Phật dạy để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống của mình. Được như vậy thì chúng ta đúng là người nghe pháp, học pháp, hành pháp, từ đó hết khổ được vui và giúp cho người giảm khổ được vui. Xin cảm ơn đại chúng.